tiếng của con không ạ? À? Alo. Dạ, cảm ơn sư Từ Mẫn. Nam Mô Bụt Tha Giá, đây là chương trình Phật Pháp Buddha Thăm Má trên Banh Thoát. Mỗi ngày 2 giờ, giờ mùa hè, Việt Nam từ 8 giờ đến 10 giờ PM tối, Houston từ 8 giờ đến 10 giờ sáng, New York từ 9 giờ đến 11 giờ sáng, Cali 6 giờ đến 8 giờ sáng, Paris 3 giờ đến 5 giờ chiều, Sydney 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Con Phong Lan thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả quý đạo hữu. Hôm nay thứ bảy ngày 11 tháng 7 năm 2020 Phật lịch 2564, đề tài hôm nay giáo trình Trung Bộ Kinh Matsima Nikaya, dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu, Phật đoạn và chú thích Tỳ Kheo Giác Đẳng, bài 10 Kinh Niệm Xứ Sati Patthana Sutta, phân đoạn 058, Quán Pháp và Quán Sáu Nội và Ngoại Xứ sẽ do Thượng Tọa Pháp Tân giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp, đảnh lễ tam bảo. Chúng con xin kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh đọc kinh lễ bái tam bảo. Nam Mô Bụt Tha Giá, con kính thỉnh sư. Nhất tâm định lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể thế gian dạy, vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm định lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chữ thiền đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các đường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Sa thuốc, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh đã từ bi lễ bái tam bảo. Và tiếp theo chương trình, con xin được kính thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Giá, con xin được kính thỉnh sư. Nam Mô Bụt Tha Giá. Kính lễ tam bảo, kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý tu nữ, quý Phật tử, hôm nay chúng ta tiếp tục học pháp cái niệm xứ, phần quán sáu nội ngoại xứ. Trong bốn niệm xứ, thân quán niệm xứ, thọ quán niệm xứ, tâm quán niệm xứ, thì những cái đề mục này, những người có cá tính như là nặng về tham,
vì sân, có cá tính nặng về si mê, hay là về tâm tư, hoặc là về có cái cá tính cả tin, vân vân, đều có thể thực hành được. Nhưng mà riêng về cái pháp quán niệm xứ, trong năm cái đề tài của đề mục pháp quán niệm xứ thì phải nói là chỉ có người nặng về có trí tuệ vô trí chờ ta thì mới có thể tu tập được, bởi vì đây là một cái chuyện mà vị hành giả phải suy tư và biết rõ tính chất của năm trì cái, hay tính chất của năm thủ quẩn, hoặc là tính chất của sáu nội xứ ngoại xứ. Cho nên khi mà là một vị hành giả muốn tu tập những cái đề mục thuộc về pháp quán niệm xứ, thì chúng ta phải học hiểu và rõ ràng, rồi chúng ta mới thực hành có kết quả được. Không phải chúng ta chỉ ngồi nói chúng ta niệm bằng cái danh từ, cái tên gọi không. Mà chúng ta cần phải suy xét về tính chất. Ở trong bài học sẽ giúp cho chúng ta hiểu là chúng ta phải tu tập sáu nội ngoại xứ như thế nào. Khi mà chúng ta đọc và chúng ta nghe ở trong cái phần chánh kinh đó, quý vị chú ý, khi mà Đức Phật hỏi, Ngài tự hỏi rằng: này các tỳ kheo, thế nào là vị tỳ kheo sống quán pháp trên các pháp đối với sáu nội ngoại xứ? Thì chúng ta chú ý phần đó. Bây giờ thì xin mời cô Hồng Lan đọc cho kinh văn của bài học, sau đó xin cung thỉnh Thượng tọa Pháp Tân và giảng sư của chương trình ngày hôm nay sẽ thuyết giảng bài học và có niệm xứ với sáu nội ngoại xứ này. Nam mô Bổn Thầy. Sa thú, chúng con kính tri ân Thượng tọa Tuệ Siêu đã từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Dạ, sau đây thì con xin được đọc chánh kinh. Hôm nay thứ Bảy, ngày 11 tháng 7 năm 2020, Phật lịch 2564, giáo trình Trung Bộ Kinh Maccima Nikaya, dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu, phân đoạn và chú thích Thượng tọa Giác Đẳng, bài số 10, Kinh Niệm Xứ. Phân đoạn 058, quán pháp và quán sáu nội ngoại và nội quán sáu nội và ngoại xứ dẫn nhập. Thượng tọa Tuệ Siêu giảng sư, Thượng tọa Pháp Tân điều hợp thảo luận, Thượng tọa Giác Đẳng. Kinh văn lại nữa: này các tỷ kheo sống quán pháp trên các pháp đối với sáu nội ngoại xứ. Này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo sống quán pháp trên các pháp đối với sáu nội ngoại xứ? Này các tỷ kheo, ở đây tỷ kheo tuệ tri con mắt và tuệ tri các sắc, do duyên hai pháp này kiết sử sanh khởi, vì ấy tuệ tri như vậy, và với kiết sử chưa sanh nay sanh khởi, vì ấy tuệ tri như vậy, và với kiết sử đã sanh nay được đoạn diệt, vì ấy tuệ tri như vậy, và với kiết sử đã được đoạn diệt tương lai không sanh khởi, vì ấy tuệ tri như vậy. Tỷ kheo tuệ tri tai và tuệ tri các tiếng, vân vân, tuệ tri mũi và tuệ tri các hương, vân vân, tuệ tri lưỡi, vân vân, và tuệ tri các vị, vân vân, tuệ tri lưỡi, tuệ tri thân và tuệ tri các xúc,
Tuệ tri ý và tuệ tri các pháp do duyên hai pháp này kiết sử sanh khởi, vì ấy tuệ tri như vậy, và với kiết sử chưa sanh, nay sanh khởi, vì ấy tuệ tri như vậy, và với kiết sử đã sanh, nay được đoạn diệt, vì ấy tuệ tri như vậy, và với kiết sử đã được đoạn diệt, tương lai không sanh khởi nữa, vì ấy tuệ tri như vậy. Như vậy, vị ấy sống quán pháp trên các nội pháp, hay sống quán pháp trên các ngoại pháp, hay sống quán pháp trên các nội pháp, ngoại pháp, hay vị ấy sống quán tánh sanh khởi trên các pháp, hay sống quán tánh sanh diệt tận trên các pháp, hay sống quán tánh sanh diệt trên các pháp. Có những pháp ở đây, vị ấy sống an trú, chánh niệm như vậy với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm, và vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Này các tỷ kheo, như vậy là tỷ kheo sống quán pháp trên các pháp đối với sáu nội ngoại xứ. Ngữ và nghĩa xứ Ayatana có nghĩa là nơi, chỗ, ở đây chỉ cho cơ sở tâm thức sanh khởi, từ đó phiền não kiết sử sanh khởi. Sáu nội xứ chỉ cho mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Sáu nội xứ chỉ cho sắc, thinh, khí, vị, xúc, pháp. Tâm thức chỉ cho các giác quan, thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác và ý thức. Những điểm cần nhớ. Khi quan sát hơi thở hay quan sát các tư thế đi, đứng, nằm, ngồi, có ghi nhận sự hiện khởi của cảnh. Nếu có một thứ căn hay cảnh để sanh phiền não thì hành giả cần quan tâm nhiều hơn để nuôi dưỡng chánh niệm. Thí dụ người mê thích ăn uống chẳng hạn, cần phòng hộ thiệt căn khi thọ thực. Khi có những tham luyến, một thứ phiền não kiết sử, hành giả với trí tuệ phân tích kiết sử đó thuộc về căn nào, cảnh nào, thường sanh khởi trong oai nghi nào, thời khắc nào, biết người biết ta là cách tốt nhất, là cách tốt để đối trị phiền não. Hành giả thường quan sát sáu nội xứ và ngoại xứ, trí tuệ được sắc bén, chánh niệm được vững chãi và dễ dàng thấy được thực tướng của vô ngã. Vì nhận ra các pháp do nhiều nhân, nhiều duyên mà sanh khởi hay hoại diệt, những khía cạnh chủ quan, khách quan, nội phần, ngoại phần, giúp hành giả có cái nhìn chân xác hơn về cuộc sống, nên cẩn thận. Nội xứ thuộc về chủ quan, nội tại, có một mãnh lực chi phối khác với cảnh khách quan. Thí dụ hành giả đang tu tập bất chợt, thèm ăn cái gì đó, đó là kiết sử phiền não, liên hệ tới lưỡi, thiệt căn chứ không là cảnh vị. Chưa biết rõ thực sự muốn ăn cái gì, thông thường, những nhu cầu ham muốn của các căn dựa trên thói quen như giờ, tới giờ giấc nào đó muốn hưởng cảnh dựa trên một giác quan. Thí dụ buổi sáng thích nghe nhạc mà không cần phải là loại nhạc gì. Sáu cảnh bên ngoài thường khi xuất hiện bất chợt và hiện khởi với rất ít khả năng tự chủ của hành giả. Hai loại xứ nội xứ và ngoại xứ mang tác động phiền não kiết sử khác nhau, và hành giả cần chánh niệm cũng như ứng xử bằng phương cách khác nhau. Thí dụ để giảm thiểu chi phối của ngoại cảnh, có thể thay đổi bằng sự thuyên chuyển chỗ ở, nhưng nhu cầu các căn thì đôi khi cần một chế ngự khác. Điều đã nói và điều sắp nói, Đức Phật kết luận, vị nào tu tập 4 niệm xứ trong 7 năm, hay 6 năm, hay 5 năm, hay 4 năm, hay 3 năm, hay 2 năm, hay 1 năm, hay 7 tháng, hay 6 tháng, hay 5 tháng, hay 4 tháng, hay 3 tháng, hay 2 tháng, hay 1 tháng, hay nửa tháng, hay 7 ngày, vị ấy có thể chứng một trong hai quả. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Gia, Nam Mô Tham Ma Gia, Nam Mô Sang Kha Gia. Con thành kính đảnh lễ ân Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Tường Tập Tự Siêu, Tự Giác Đẳng, Tự Minh Hạnh, Pháp Tính, Tự Trì, Sư Tuyệt.
Sư Nguyên Không. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý Phật tử cho biết đã nghe rõ. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học về pháp quán niệm xứ. Cái pháp quán niệm xứ hôm nay là quán về sáu nội xứ và sáu ngoại xứ. Chúng ta cũng biết đó là nói về cái thế giới ở nội tại của mỗi chúng sinh thì có thể ta nói rằng 10 ngũ quẩn, hoặc là nói đến xứ, 12 xứ, hoặc nói đến 18 giới, tức là chỉ cho một chúng sanh. Trong cái đời sống này đó thì thật sự ra thì các cái căn và cảnh, cũng như là cái sự giao thoa giữa căn và cảnh đó, nó liên tục, sanh khởi liên tục. Và cái mà chúng ta thấy nó dường như là sự tự nhiên, tức là mắt chúng ta thấy cảnh sắc, hay là tai chúng ta nghe âm thanh, mũi chúng ta ngửi mùi, lưỡi chúng ta nếm hương vị, thân chúng ta xúc chạm, hoặc là ý chúng ta suy nghĩ đó, thì đều là một cái gì đó giống là tự nhiên. Nhưng mà cũng là ở trong cái 9-12 xứ này, tức là nói đến 6 nội xứ và 6 ngoại xứ này nè, là pháp mà đối với một cái người tu tập, đặc biệt là với một cái người tu tập về thiền quán ấy, thì cần phải hiểu rõ, biết rõ để quán về 6 nội xứ và 6 ngoại xứ đối với cái thế giới mà của mỗi chúng sinh ở trong ta, trong mình, hoặc là ở trong mỗi chúng ta, hoặc là ở trong những cái cảnh giới xung quanh của chúng ta. Thì cái điều mà chúng ta cần phải, yếu tố quan trọng mà để cho chúng ta quán đó, thì ở đây thì Đức Phật này nói rằng một vị tỳ kheo sống quán quán trên các pháp đối với 6 nội xứ và 6 ngoại xứ, thì cái điều mà quan trọng ở đây đó là một người tu tập á, mình cần phải có một cái chánh niệm, chánh niệm. Và chánh niệm đó là một cái pháp quan trọng đối với một cái người tu tập thiền quán. Bởi vì dù chúng ta niệm thân, dựa trên niệm thân, hoặc là dựa trên niệm thọ, hoặc là dựa trên niệm pháp hay là niệm tâm, thì tất cả về cái sự quán chiếu đó, đó đều phải dựa trên cái chánh niệm rất là quan trọng. Tức là một trạng thái ở nội tâm, khi mà mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, hoặc là ý suy nghĩ đó, thì mình cần phải có cái sự ghi nhận, biết rõ như vậy, biết rõ như vậy, biết rõ những cái điều mà không phải là việc đã qua, không phải là những cảnh đã qua, không phải là cái cảnh mà nó chưa đến. Chúng ta không phải là suy diễn những cảnh chưa đến, mà chúng ta cũng không phải là hồi tưởng những cái cảnh đã qua, mà chỉ biết rõ những cái việc, những cái pháp mà đang ra trong hiện tại, đang diễn ra trong hiện tại. Như trong kinh mà Nhất Dạ Hiền Giả, Đức Phật ngài dạy rằng đối với một cái người tu tập đó, là phải biết được là quá khứ đó là không có cần phải tri tầm, vị lai đó là cũng không có ước vọng, mà chỉ biết pháp hiện tại thiền hoàn chính là đây. Có nghĩa là Đức Phật dạy rằng với một cái người mà tu tập đó, vì sao mà chúng ta thấy rằng là cứ hả căn mà tiếp xúc với các cái trần cảnh thì theo thông thường thì phiền não dựa vào đó mà sanh khởi, dựa vào đó mà sanh khởi. Cái tham tâm
hay là cái sân tâm, hay là cái si tâm á, nó sanh khởi, nó dựa vào các cái căn tiếp xúc với các trần cận. Đối với một cái người mà không có chánh niệm, không có chánh niệm, thì ở đây đó là khi mà nói đến sáu nội xứ, tức là chỉ cho tâm thức mà vừa dựa vào ở trong con mắt của chúng ta, hay là tâm mà dựa vào ở trong cái tay của chúng ta, tâm mà dựa trong cái mũi và lưỡi và thân ý của chúng ta, thì đó là, đây là gọi là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và tâm của chúng ta, ý của chúng ta, thì cái đó gọi là sáu nội xứ. Còn có sáu ngoại xứ, tức là chỉ cho ở sáu cái trần cảnh. Sáu trần cảnh ở đây đó là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc và cảnh pháp. Cảnh gì mà do mắt thấy đã được gọi là cảnh sắc. Cảnh gì mà do tai nghe thì đó được gọi là cảnh thinh. Cảnh gì được gọi là được mũi biết được thì đó là cảnh khí hay là cảnh hương. Cảnh cảnh vị mà biết được, do lưỡi biết được thì đó là cảnh vị. Rồi cái gì mà do thân xúc chạm biết được đó là cảnh xúc. Và cảnh gì do tâm suy nghĩ đó là cảnh pháp. Như vậy thì sáu nội xứ và sáu ngoại xứ là như vậy. Nhưng mà bây giờ đó, thường đó là trong cái căn mà tiếp xúc với trần cảnh đó, thì thường thường nó sinh ra cái cảm thọ. Cái cảm thọ mà ở trong kinh gọi là thuận và nghịch. Nghịch tức là chúng ta không hài lòng, không ưa. Còn thuận tức là có thể nói rằng chúng ta ưa thích. Ưa thích với cái cảnh đó. Bây giờ khi mà nói đến sáu nội xứ, tức là ở đây nói đến nhãn xứ, sự thật nhãn xứ nó nhãn vật, tức là con mắt, nhưng mà tâm nương tựa vào đó, tâm nương tựa vào đó để biết được cảnh sắc. Thí dụ như giờ con mắt chúng ta nhìn thấy cảnh sắc, thì cái ngoại xứ tức là cảnh sắc, nhưng mà nội xứ tức là con mắt của chúng ta, nhưng mà tâm nương tựa vào đó mới chính là cái nội xứ, còn không là con mắt của chúng ta, nó chỉ là nhãn vật mà thôi. Nhãn vật mà thôi. Và dựa vào đó mà tâm mình khi mà nhìn thấy cảnh sắc thì mình ưa thích với những cái cảnh đó, ưa thích với cái cảnh đó. Thì ái tham, sự thích thú. Ví dụ như một người mà thấy một người khác giới đẹp, hay thấy một người cùng giới đẹp, hay thấy một cái cảnh gì từ ở một cái cảnh trí xung quanh, từ là cây cối, hoa, là đất đai gì đó, mình ưa thích về cái cảnh, ưa thích cái cảnh, thì chúng ta thấy rằng đối với cảnh giới ở bên ngoài á, đó là sáu ngoại xứ, nhưng mà đây là cảnh sắc, đó là cảnh sắc, nhưng mà tâm của mình á, do con mắt mình thấy như vậy, cho nên là do nhãn xứ của mình thấy như vậy, và tâm khởi lên từ ở cái mắt thấy đó, mà có thể rằng mình, nếu một người mà không có chánh niệm, mình thấy, chỉ thấy rồi khởi lên cái tâm ưa thích đó, thấy rồi khởi lên cái tâm ưa thích đó, thì dựa vào đó mà ái tham mà sanh khởi, ái tham mà sanh khởi. Cho nên ở đây đó, với một người chánh niệm chỉ thấy là biết là thấy, có nghĩa là với một cái người mà thấy rằng mình có cái nhãn vật, tức là con mắt của chúng ta, rồi tâm nương gá vào đó, tâm nương gá vào đó để biết được cảnh sắc, biết được cảnh sắc. Nhưng mà cảnh sắc đó thì chúng ta thấy rằng dù là cái hoa lá hay là người cũng vậy, nó cũng là vô thường. Nó không có trường, nó không có bền vững, và nó luôn luôn thay đổi. Như con người, như thể xác của con người thì nó sẽ
sẽ già nua, rồi sẽ mất đi, rồi cảnh vật đó mình thấy hoa lá, rồi núi non hay là các cây cỏ vân vân, mình thấy như vậy thì tùy vào cái cảm nhận của mình, nhưng mà mình cho rằng cái đó đẹp thì tâm mình ái tham sân khởi. Như vậy cái cảnh sắc đó nó cũng là vô thường. Đối với con người hay là dự sự vật gì đó thì chúng ta thấy rằng dù là mình thấy rằng cái bông hoa hay cây cối, đất nước, lửa gió gì đó thì nó cũng là trong sắc tứ đại, trong các cái sắc mà thôi, sắc tứ đại mà thôi, đất nước, lửa gió ư không. Hoặc là đối với con người thì mọi cái sắc đó nó cũng đều là bất tịnh, bởi vì dù sao đi nữa mà nhìn vào thân người thì đó là 32 thể trược. Trong một cái điều mà ở trong kinh Đức Phật này dạy về những cái tính chất gọi là bất tịnh của nội thân, của cái thân của mỗi người. Như vậy thì một người mà quán về nhãn xứ, nhãn xứ tức là cái ý muốn của mình, tâm mình muốn nhìn cái cảnh đó, tâm mình muốn nhìn cảnh đó, mình nghĩ ra ở đây là mình muốn nhìn, tâm tham của mình thích như vậy, thì mình trực nhận ra đó, do có chánh niệm, mình phải ghi nhận rằng là tại do mình muốn, mình thấy thích như vậy. Nhưng mà với một người có chánh niệm thì biết cái cảnh đó nó cũng là bất tịnh, cái cảnh đó nó cũng vô thường, và chính cái nhãn vật của mình hay là con mắt của mình, tâm sanh khởi của mình nó cũng vô thường. Vì biết rõ như vậy, khi mà mình nhìn thấy rằng từ ở cái giai đoạn mà bắt đầu mình nhìn thấy tuy là mau như vậy, nhưng nó cũng trải qua biết bao nhiêu cái sát na từ nội tâm. Và cái nhìn của một cái người mà có chánh niệm chỉ biết rằng do mắt thấy các cái cảnh sắc đó, thì nhãn thức dựa vào đó để sanh khởi, rồi từ đó mình mới thấy rằng ưa thích hay là không ưa thích hay là không hài lòng, thì điều đó nó từ phiền não nó từ đó mà sanh khởi. Nhưng với một cái vị hành giả tu tập pháp quán niệm xứ thì biết rõ rằng cái tâm của mình muốn như vậy, cái tâm mình dựa vào con mắt để nhìn thấy để rồi tham tâm nó khởi lên hay là sân tâm nó khởi lên. Như vậy thì cái người mà tu tập về chánh niệm á, khi mà căn mà gọi là nhãn xứ mà tiếp xúc với cảnh sắc á, thì chúng ta biết rằng cái người mà có chánh niệm thì biết rõ đây là căn, đây là cảnh, đây là thức sanh khởi, biết rõ như vậy. Vị ấy trong từng mỗi phản khắc ngắn ngủi nhất, vị ấy biết rõ. Cho nên cái việc mà vì sao mà phiền não nó sanh khởi, tham nó sanh khởi, hoặc là không hài, tức là sân, không hài lòng nó sanh khởi, do cái sự mà căn tiếp xúc với trần cảnh đó. Mà một người không có thu thúc hay là một người không có chánh niệm thì dễ dàng có những cái trạng thái ở nội tâm mà trong kinh gọi đó là phản ứng thuận nghịch. Phản ứng thuận nghịch, thuận tức là ái tham nó sanh khởi, mà nghịch sự không hài lòng, sân tâm nó sanh khởi. Đó là điều mà một vị hành giả tu tập thiền quán cần phải biết. Cái nữa là chúng ta nói đến cái việc mà về tay của chúng ta cũng vậy. Tức là nếu mà nói tay á, thì đó là tâm mà nương gá vào tay thì gọi là tâm nhĩ thức. Mà tay của chúng ta nó cũng chỉ là nhĩ vật mà thôi. Trong tay của chúng ta có chỉ là nhĩ vật. Và cái âm thanh ở bên ngoài đó là cảnh thinh. Cảnh thinh, cảnh thinh nó vang vội do rằng mình nghe cái âm thanh đó. Có người thì mình suy nghĩ rằng là có những người có những cái thói quen trước khi đi ngủ thì nghe nhạc, hay hoặc là sáng thức dậy thì nghe nhạc, hoặc lúc nào thảnh thơi
không có làm gì hết, thì im ả một mình thì ngồi nghe nhạc. Nó cũng là một, khi mà cái tâm mình nó khởi lên những cái sở thích đó, thì chúng ta biết rằng đó cũng là do cái phiền não, tức là dựa vào cái sở thích đó, ở sở thích mà do để rồi cái tai của người đó muốn nghe. Thì chúng ta biết rằng bởi vì khi mà căng cảnh gặp nhau, căng cảnh gặp nhau thì thức sanh khởi. Mà nếu một người không có chánh niệm thì nghe cái âm thanh nó du dương. Mỗi một người có một cái sở thích khác nhau. Có người chúng ta thấy rằng thích với người, một con người thì thích xe nghe nhạc trẻ hoặc là nhạc sôi động, rồi có người đó thì thích nghe nhạc 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 vàng, hoặc là có người thì thích nghe như thế này thế nọ, thì tùy vào cái sở thích của mỗi người. Và cái sở thích đó đó nó dựa vào đó, tâm thức mình thích như vậy, cho nên là cái âm thanh nó phát ra là tự động mình thích. Hay là thí dụ như một người mà thích nghe nhạc vàng im dịu nhẹ nhàng hoặc là trầm bổng, nhưng mà đối với một cái người, khi mà một người nào đó mở cái, chúng ta nghe cái âm thanh của nhạc trẻ tự động là chúng ta không thích, không thích. Hoặc là một người thích nghe nhạc trẻ mà bây giờ tự nhiên mở cái nhạc vàng lên đó, thì cảm thấy như là buồn ngủ, hay là cảm thấy như là buồn rã rượi, vân vân. Thì cái đó là do cái phản ứng từ ở nội tâm của mình. Với một người mà quán như vậy đó, thì chúng ta thấy là cái âm thanh cũng vậy. Thí dụ như đó là nói nhạc, hoặc là có người thì thích nghe được khen. Đa số trong cái tâm lý thì ai cũng thích được khen, đa số là như vậy. Nhưng mà cái khen đó nếu chúng ta quán kỹ đó thì cũng không phải là cái gì, cũng chỉ là âm thanh thôi, cũng chỉ là âm thanh do một người phát ra, hoặc là cái âm thanh đó là do một người phát ra, rồi tai chúng ta nghe, tâm mình nương gá vào cái tai của chúng ta để nghe âm thanh. Cái khuynh hướng của một người đó thì quý vị biết rằng là thích được khen, cho nên khi mà một người nào đó nói những lời khen tặng, hoặc là chúng ta nhớ đến những cái cảnh cái âm thanh mà đã khen tặng trước đây, hoặc là suy nghĩ đến những cái âm thanh mà khen người ta sẽ khen tặng mình ở trong tương lai, vân vân, thì cái suy nghĩ đó đó để làm cho cái tâm gọi là nhĩ thức của mình nó ưa thích đó, thì tham tâm nó sanh khởi. Nhưng mà lỡ như một người nào, nếu như một người nào đó mà họ chê bai hay hoặc là nói lời nặng nhẹ, nhớ lại cái âm thanh đó, nó cũng là một trong những cái phiền não nó sanh khởi lên, tức là sân tâm hay là không hài lòng nó sanh khởi lên. Cho nên đó, chúng ta quán rằng với một người có chánh niệm thì nghĩ nghe cũng chỉ là nghe âm thanh khen hay là chê hay là mắng chửi hay là dỗ ngọt, vân vân, thì tất cả những cái điều đó đó nó cũng chỉ là âm thanh thôi. Âm thanh thoáng qua rồi thôi. Và cái tai chúng ta nghe là cũng vậy đó. Khi mà âm thanh không phát ra nữa thì tai chúng ta cũng không nghe. Nó cũng là những cái biến đổi của vô thường. Âm thanh nó cũng là vô thường. Âm thanh nó cũng biến đổi vô thường. Và tâm chúng ta đó là nó sanh khởi liên tục như vậy. Khi mà thông qua mắt hoặc là thông qua tai của chúng ta nghe âm thanh, nghe âm thanh. Cho nên đó, quý vị thấy rằng nhiều khi đó là mình đi đi đây đi đó, rồi có ai đó nói một điều gì, hay hoặc là nghe âm thanh một cái tiếng gì đó, tự nhiên về nhớ lại những cái điều đó. Tâm của mình không có thấy, không có chánh niệm, cho nên là sanh ra cái sự thích thú hay là cái sự không hài lòng từ ở nội tâm của mình. Và như vậy thì cái người mà không có chánh niệm thì thường là sanh khởi theo chiều hướng là khi mà căn tiếp xúc với các cái trần cảnh ở hiện tại thì người đó cũng là do không có chánh niệm cho nên phiền não dựa vào đó mà sanh khởi. Hoặc là ở quá khứ mà người đó không có chánh niệm, không có biết được cái pháp mà đang diễn ra hiện tại, tức là âm thanh mà chúng ta nghe, hay hoặc là chúng ta đang có chánh niệm, chúng ta biết căn cảnh nó giao thoa nhau như vậy đó, thì cái người mà có chánh niệm không có buồn, không hài lòng, không hài lòng với một cái cảnh gì,
hay hoặc là ưa thích với một cái cảnh gì từ âm thanh của chúng ta nghe, thì cái người đó không có phiền não mà sanh khởi lên, do rằng cái người đó có tu tập chánh niệm. Như vậy cái chánh niệm á, là một cái mà mình chỉ biết là như vậy, chứ không phải là ở nhận xét nó phải là thích hay là không thích, hài lòng hay là không hài lòng. Mình biết là căn tiếp xúc với cả cái trần cảnh, thì cái ý muốn của mình á, dựa vào cái muốn thấy hay là cái muốn nghe đó, thì cái đó là thuộc về nội xứ. Cái đó là nội xứ. Còn cái mà ở bên ngoài từ cảnh thinh hay là cảnh sắc, đó thuộc về ngoại xứ, mà ở đó là sắc xứ hay hoặc là thinh xứ. Với một cái người quán niệm là như vậy. Cho nên là trong kinh Pháp Cú Đức Phật có dạy rằng một người mà chế phục được nhãn căn, chế phục được nhĩ căn, chế phục được tỷ căn, chế phục được thiệt căn, chế phục được thân căn, hoặc là chế phục được ý căn, tức là mình chế phục được là bằng với cái sự chánh niệm, thì cái người đó có được cái sự an lạc vậy thôi. Thì cái người mà tu tập chánh niệm á, là thường xuyên phải làm như vậy. Vậy đấy, bến vì mình có chánh niệm thì cái trí tuệ của một cái vị hành giả đó mới thật sự là có cái sự nhạy bén. Nhạy bén cái gì? Nhạy bén để quán chiếu, để quán sát được với chính cái tâm sanh diệt của mình, biết được khi căn và cảnh tiếp xúc như vậy, thì khi mà quán về nhĩ xứ, tức là tâm mà nương tựa vào tai của chúng ta, và do có cái âm thanh, nếu như một cái âm thanh mà nó im dịu thì tự động mình thích thú, nhưng mà cái âm thanh nghe chát chúa từ một cái tiếng vang nào đó thì mình nghe nó khó chịu. Cái tâm với một cái người mà tu tập thiền quán thì âm thanh cũng chỉ là âm thanh, âm thanh nó cũng là vô thường, và tai chúng ta bắt cái cảnh đó nó là do căn tiếp xúc với trần cảnh. Cho nên là cái việc đó, một cái người có chánh niệm không có phản ứng tương nghịch ở chỗ là ưa thích hay là không ưa thích, hay là bực bội hay là khó chịu. Bây giờ nói đến cái việc mà mũi của chúng ta cũng vậy. Thường trong cái phinh thì chúng ta thích nghe mùi, thích ngửi cái mùi thơm, thích ngửi cái mùi thơm, mùi thơm của hoa, mùi thơm của thức ăn, mùi thơm của thức uống, mùi thơm của nước hoa, bông hoa, vân vân. Thì cái mùi thơm nó tùy vào mỗi cái mùi thơm nó khác nhau. Và có người thì thích cái mùi thơm như thế này, nhưng mà có người lại thích cái mùi thơm như thế khác. Cho nên mà khi mà mình thích mùi thơm này mà mình gặp một cái mùi thơm khác thì tự động mình khó chịu, mình không thích. Rồi mình thích cái mùi thơm này thì mình lại truy tìm cái mùi thơm này, từ cái việc mà truy tìm để tìm kiếm cho ra cái đó, hoặc là ngửi được cái mùi nghe thoang thoảng đâu đó thì lại hướng tâm mình đến đó, để rồi mình cố gắng mình ngửi cái mùi đó cho bằng được, bởi vì mình nghĩ đó là mùi thơm. Cho nên cái tham tâm mình nó sanh khởi lên. Cho nên cái cảnh khí hay là cảnh hương bên ngoài đó, nó cũng chỉ là cái mùi mà do mũi chúng ta bắt gặp cái cảnh đó. Cho nên là quý vị thấy rằng có nhiều người thì thích nước hoa cái mùi này, có người thì thích cái nước hoa mùi kia, rồi có những cái mùi thơm của nước hoa dành cho nam, rồi có mùi thơm thì nước hoa để dành cho nữ, vân vân và vân vân. Thì như vậy đó, thì ở đây đó, nó tùy thuộc vào cái sở thích của mỗi người. Và cái sở thích khi mà một người có chánh niệm á, thì người ta ngửi cái mùi đó thuộc về cảnh hương hay là cảnh khí. Nhưng mà rồi á, cái mũi chúng ta tâm lương gá vào mũi đó, muốn được ngửi cái mùi thơm đó. Mình phải thấy rõ rằng nếu một người có cái chánh niệm thì mình biết rằng ý mình muốn, tâm mình muốn ngửi cái mùi đó, thì cái đó là thuộc nội xứ, mà đó là thuộc về tỷ xứ của chúng ta. Và do cái mũi đó, thì nó có đặc tính, nó có nhiệm vụ là nó biết được phân biệt mùi thơm hay mùi thối, mùi thơm hay mùi thối. Và
tâm mình phản ứng vô trong đó, thích thú hay là không thích thú, không hài lòng. Cho nên là nếu là thích thú thì tìm kiếm, đi truy tầm, thích thú đối với cái mùi đó là như vậy, thì tham tâm nó sẽ khởi lên. Nhưng mà không thích thú thì sinh ra những cái trạng thái ở nội tâm khó chịu, bực bội hay là không hài lòng với những cái mùi vị đó. Cho nên với một cái người chánh niệm thì ngửi mùi đó thì cũng chỉ biết là ở cái mùi nó là như vậy, biết mùi nó như vậy. Sự thật ra là cái phương hướng của mỗi người thì nó có cái khác nhau về các cái căn tiếp xúc với các cái trần cảnh. Tâm của một người mà không có chế phục, không có chánh niệm và tỉnh giác thì gặp một cái cảnh nào đó, dù là nó như thế nào thì thường xảy ra, thường sanh ra một cái trạng thái phản ứng tình nghịch đó, tức là ưa thích hay là chán ghét. Từ đó phiền não nó sanh khởi lên. Như vậy thì cái người có tu tập chánh niệm ấy, thì biết mình ngửi mùi. Ví dụ như quý vị thấy rằng là có người thì thích cái mùi thơm của thức ăn, thức ăn như thế này, rồi cũng chẳng qua là thói quen thôi. Mình ở vùng miền này hoặc là mình ở vùng miền kia, nghe cái mùi của mình mà đã từng quen thuộc ấy, thì mình thích. Mình thích cái mùi đó. Còn cái mùi đó mà lỡ như cũng là cái thức ăn ở một vùng miền nào đó, chúng ta mới bước chân đến đó, chúng ta nghe bốc cái mùi lên là chúng ta thấy cảm thấy nó khó chịu, nó là không thích thú, vân vân. Cái đó là cũng là do cái thói quen của mình, do mình các cái căn tiếp xúc với trần cảnh ở đây là cái mùi của mình ngửi thì mình cảm thấy đó là quen thuộc, thì mình thấy cảm thấy thích thú. Nhưng mà lỡ như cái món ăn đó, thức ăn đó mà nó không có thích hợp với mình, hay là cái mùi nước hoa đó nó không hợp với mình, không thích với mình nào và chưa từng quen biết cái mùi hương đó thì cảm thấy khó chịu. Như vậy thì với một cái người tu tập á, thì chánh niệm để rồi cho phiền não nó đừng có sanh khởi lên, có nghĩa là tham tâm nó có thể sanh khởi lên, hoặc là sân tâm nó có thể sanh khởi lên. Một người chánh niệm này biết ngửi mùi do căn, căn tức là mình nói đến cái lỗ mũi của chúng ta, nhưng mà tâm nương gá vào đó thì gọi là tâm tỷ thức, tâm tỷ thức. Rồi cái cảnh mà do mũi chúng ta ngửi mùi đó, thì cái cảnh đó là gọi là cảnh khí, hay là gọi là còn gọi là cảnh hương. Thì ở đây nó muốn nói tức là có những mùi thơm hoặc là mùi thối đó, nó đều là do cái khí đó mà ra, cái mùi đó mà ra thôi. Bây giờ nói đến quán đến cái lưỡi của chúng ta, tức là đối với cái cảnh vị, đối với cảnh vị cũng như là cái lưỡi của chúng ta là thiệt vật, tức là cái lưỡi, mặc dù nó cái lưỡi nhưng mà tâm nương gá vào ở trong cái lưỡi để biết được cái thức ăn hoặc là thức uống. Có người thì thích mặn, có người dừa dừa, rồi có người thì thích ngọt, có người thì thích béo, có người thì thích thơm thơm ở trong cái lưỡi vị của chúng ta. Chúng ta biết như vậy, biết như vậy. Nhưng mà bây giờ ví dụ như là mình ngồi thiền vậy, mà tự nhiên trong lòng của mình muốn ăn cái này, muốn ăn cái nọ, muốn cái kia, vâng. Thì mình lại cái tâm của mình cái muốn như vậy, có phải là có chánh niệm hay không, hay là bị thất niệm rồi? Cho nên là cái ý muốn của mình muốn ăn cái thức ăn này, hoặc là mình nghĩ bắt đầu quý vị để ý một khi là một mình đói cái món ăn gì mình ăn cũng thấy ngon á, hoặc là mình no thì mình thấy cái món ăn gì cũng không có hấp dẫn đối với mình nữa. Sự thật ra như vậy. Nhưng mà ở đây đó là thường là mình có những cái diễn tưởng. Ví dụ như bây giờ mình ngồi thiền ở đây, hoặc là giờ mình ngồi thiền đây, cái tự nhiên khởi cái lòng lên, khởi cái tâm lên muốn là ngày mai mình ăn món này, mốt mình ăn món nọ. Sự thật ra đó là cái ý muốn của mình, nhưng mà đó là cái tham tâm của mình muốn thích như vậy, thích như vậy. Cho nên ở trong cái việc mà thọ bốn cái món vật dụng á, trong đó có cái món thực, có một cái nhu yếu vật thực, tức là thức ăn thức uống mà nuôi sống cơ thể này,
Thì Đức Phật thường dạy rằng vị tỳ kheo phải biết tri túc và thiểu dục. Tri túc tức là muốn biết đủ, thiểu dục là muốn ít. Như vậy thì cái việc mà Đức Phật ngài nói như vậy đó, để làm chi? Để thầy tỳ kheo sống cái xứ nào đó, đi đến đâu đó, thì mình cũng có thể dễ dàng tồn tại, dễ dàng sinh sống được. Không phải vì vậy mà mình có thể rằng sống không được, hay là sanh ra một cái tâm phiền muộn, hay là sanh ra một cái tâm ưa thích. Cho nên một vị tỳ kheo nhiều khi rồi, quý vị thấy rằng chư tăng nhiều khi đi khất thực. Đi khất thực thì cái khất thực, món thức ăn đó đó, thì mỗi nhà nấu một kiểu, mỗi nhà nấu một cách, rồi mỗi nhà nấu theo cái món ăn riêng biệt. Và món ăn đó đối với một vị tỳ kheo đi khất thực không biết trước là gì, không biết trước. Tại vì khi nào mà người ta dâng lên bỏ vô trong bát rồi thì còn quả mai, nhưng mà trước đó thì không bao giờ biết. Trước đó thì không biết là món ăn đó như này, làm để chi? Để cái tâm không có tham cầu ở bất cứ cái món. Không phải là mình biết cái món ăn đó là mình ưa thích, phải đi tìm cầu cái món ăn ưa thích đó. Hoặc là gặp món ăn không ưa thích đó, thì mình lại chán ghét. Như vậy thì cái người tu đó, nhiều khi rồi bốn cái món vật dụng là bốn món cần thiết: y phục, vật thực, trú xứ và sàn tọa, tức là gọi là thuốc chữa bệnh. Trú xứ và thuốc chữa bệnh đó, thì tất cả những cái điều đó, đó đều là cái nhu yếu của một vị tỳ kheo. Nhưng mà nó ở một mức độ vừa chừng, thì vậy vị tỳ kheo có nhu cầu để làm cho một cái gì đó nó nuôi sống cái thân này, che kính với cái thân này, và tránh nắng mưa với thân này, hoặc là chữa lành bệnh cho bản thân của mình, của một vị tỳ kheo, nhờ thuốc chữa bệnh, vân vân. Nhưng mà rồi đó thì nếu mà mình tu tập, rồi khi mà mình ngồi thiền, mình nhớ đến thức ăn, rồi mình diễn tưởng nghĩ như vậy, cái cảnh vị đó đó, thì sự thật ra là cái thức ăn của mình, thức uống của mình, mỗi một cái nơi thì nó làm một khác, không ai giống ai, không có giống nhau. Nhưng mà rồi đó thì một vị tỳ kheo á, thì thọ dụng các cái món đó thì cũng phải biết rằng là cũng là cảnh vị mà thôi. Tức là cái thức ăn, thức uống đó cũng là cảnh vị. Rồi cái lưỡi của chúng ta, tức là thiệt vật, và tâm nương gá vào đó, tâm nương gá vào đó để biết được cái thức ăn, thức uống đó ra sao. Thì đối với một cái người thọ dụng á, có chánh niệm trong cái thọ dụng thức ăn hoặc là thức uống đó, có chánh niệm á, thì vị đó cũng biết cái này là thực phẩm nè, cái này là thiệt vật nè, lưỡi của chúng ta là thiệt vật, cái này là cảnh vị nè, tức là thức ăn đó nó mặn ngọt, bùi béo, hay là chua cay hay đắng gì đó, thì do cái lưỡi của chúng ta. Nhưng mà cái tâm của một người có chánh niệm á, thì cái việc đắng á, là do cái lưỡi của chúng ta biết, ngọt là do cái lưỡi chúng ta biết. Nhưng mà chúng ta sanh ra một cái tâm phản ứng đó là khó chịu hay là ưa thích. Nếu mà là cái hương vị hay là cái cảnh vị của cái thức ăn đó nó vừa với miệng của mình cảm thấy thích thú, thì tham tâm nó sanh khởi lên. Vị ấy phải cần phải quán. Cái tham tâm từ đó nó sanh khởi lên đó. Nếu như một người có chánh niệm thì biết rõ ngay là lúc mà mình đang thọ dụng, nó khởi cái tâm đó lên, mình có chánh niệm, mình trực nhận ra, biết rằng cái tham tâm nó khởi lên. Hoặc là cái không hài lòng với một cái thức ăn hoặc là thức uống nào đó, thì sân tâm hay chữ khó chịu nó khởi lên, đó là sân tâm khởi lên. Cho nên cái người mà tu tập có chánh niệm, không phải là đối với một người tu tập thiền quán thì không phải là để ngồi yên, không phải là chỉ ngồi yên một chỗ mới là tu tập, mà là dù đi, đứng, nằm, ngồi, thọ dụng, thì vị ấy nếu mà quán pháp ở trên các cái giác quan của mình, hay hoặc là nói đến sáu nội xứ và sáu ngoại xứ của mình, thì trong mỗi cái căn cảnh và tiếp xúc với nhau,
thì một vị tỳ kheo, một cái vị hành giả cần có cái sự chánh niệm. Để chánh niệm để chi? Biết rõ như vậy để tránh cái tình trạng là tham tâm nó sanh khởi, hoặc là sanh tâm nó sanh khởi. Bây giờ nói đến một cái điều nữa, đó là cái xuất giác của chúng ta, tức là thân của chúng ta. Cái cảnh gì mà thân căn của chúng ta đó, thì phải nói là nó toàn cả cái châu thân này. Nhưng mà nó xúc chạm ở đâu đó, thì tâm nương gá vào đó thì nó tạo ra cảnh xúc. Nhưng mà bây giờ đó, thường đó là chúng ta thấy rằng đó là mình cái gì cũng là cái quen của mình. Giống như một cái người mà họ luyện võ đó, họ luyện võ thì họ phải tập, họ đấm, họ đá vô những cái vật, rồi họ tập, họ luyện dẻo dai các cơ thể của họ, tay chân phải múa vân vân và vân vân. Đó là họ luyện tập. Rồi cái gian khổ trong cái sự luyện tập của họ, nó trở thành cái thói quen, mà sau này họ có đụng chạm thì không đến nỗi, không đến nỗi họ đau, thì cái đó cũng chẳng là hoặc là thói quen thôi. Hoặc là bây giờ mình một người mà ngồi thiền đó, mình có ngồi thiền thì nó cũng là cái quen, quen. Còn mình không ngồi thiền, cái chân của mình xếp lại đó, thì mình cảm thấy như một thời gian ngắn thôi là mình đã khó chịu rồi. Ở đây không có nói đến những cái hoàn toàn là do cái bệnh lý từ thể chất của chúng ta, mà phải nói là với một cái người do cái quen á, là mình cảm thấy nó dễ chịu, hay là không quen cảm thấy là khó chịu. Nhưng mà khi mà thân của chúng ta mà xúc chạm với những cái vật ở bên ngoài, cái cảnh xúc ở bên ngoài, tức là cái gì va chạm vô cơ thể của chúng ta, ví dụ như là bây giờ có một vật gì đánh vô đau thì chúng ta cảm thấy khó chịu. Nhưng mà một cái người mà có chánh niệm thì biết đó là cái cảnh xúc, đó là cảnh xúc, nó xúc chạm vào trong cơ thể của chúng ta. Rồi do các cái hệ thần kinh của chúng ta mới biết rằng cái đó nó đánh vào, nó đau đớn. Hoặc là nếu như chúng ta mà nằm một cái chỗ nào im ái ở cái giường niệm rồi chúng ta quen rồi, thì chúng ta cảm thấy nó thích thú, là dễ chịu. Nhưng mà có người mà tu tập thiền quán á, thì cái mà ngồi xuống hoặc nằm xuống, đứng lên á, thì các cái cảm thọ đó, hay hoặc là với một cái người mà biết được những cái sự xúc giác như vậy đó, tức là thân của chúng ta đụng chạm vậy, thì không phải là cái sự im ái đó mà khởi lên một cái tâm, để cho cái tâm của mình không có chánh niệm, để khởi lên một cái sự thích thú tìm kiếm, hoặc là khởi lên đụng chúng một cái cảnh xúc nào đó mà nó không im ái, thì cảm thấy nó khó chịu, bực bội, tức tối. Chúng ta thấy có những người đó là khi mà họ đói quá đó, họ đói quá thì họ sanh ra cao có. Có những người chúng tôi cũng gặp những người vậy đó, tức là mình đói thì bình thường, đói thì bắt đầu là chờ lúc mới có thực phẩm thì mình ăn. Còn có những người đói là khó chịu lắm, đói là họ gặp ai họ cũng cao có, khó chịu như vậy. Có những người nó trở thành cái thói quen đi, thói quen mà khi mà họ không để đói thôi, đói là một cái là họ gặp ai họ cũng khó chịu hết đó. Họ nói lời khó chịu hoặc là cái gì đó, họ tỏ ra một cái thái độ, hành động, cử chỉ, lời nói nó thật sự là khó chịu. Thì ở đây đó, khi mà mình biết rằng cái cảnh mà xuất giác của mình, khi thân mình đụng chạm với những gì im ấm, thì cũng không phải vì vậy để cho tâm mình là cái sự khó chịu đó khởi lên. Vì mình biết rằng thân này nếu mà đụng chạm vô một cái im, một cái miếng niệm á, thì cái xúc giác đó cũng chỉ là xúc giác thôi. Nếu như một người có chánh niệm thì biết rằng biết là đụng chạm vậy, chứ cũng không phải là để cái tâm mình thích thú trong cái sự im ái đó, xúc giác im, xúc chạm im. Hoặc là lỡ như đụng vào một cái vật gì cứng á, thì nó đau đúa, mình giữ cái tâm chánh niệm của mình á, thì mình biết là như vậy, chứ không phải vì vậy mà khó chịu. Có nhiều khi họ đi mà họ trúng cái gì họ đá, cái họ đau, cái họ tức quá, họ lấy cái chân họ đá nữa thì càng đau nữa. Thì rõ ràng là chúng ta biết rằng cái tâm của mình nó điều khiển cái thân của mình. Nhưng mà một người có tu tập chánh niệm á, thì biết sự xuất giác này. Nó sự im ái thì cũng không phải vì vậy mà một cái người tu tập
thiền quán ưa thích, hay hoặc là một cái cảnh gì nó đau đớn, xúc giác đau đớn mà mình bực bội khó chịu. Giống như là bây giờ á, mình thấy là ở khí hậu bình thường của cơ thể mình chịu được, nhưng mà lỡ chỗ nào mà nó lạnh quá thì mình cũng thấy khó chịu. Và thật sự ra thì các cái hệ thần kinh của chúng ta cũng vẫn biết là nóng lạnh nó rõ ràng là như vậy. Nhưng mà với một cái người tu tập chánh niệm á, thì biết rõ cái thân căn á, của chúng ta là trải khắp châu thân này, và chỗ nào có xúc giác thì đều là ta gọi là thân căn, đều là có sự xúc giác. Rồi cái cảnh xúc, tức là cái cảnh gì mà da chạm vào thân của chúng ta, thì cái đó nó gọi là cảnh xúc. Như vậy thì ở đây đó, cái tâm của mình muốn im ái, muốn thích cái cảnh im ái, xúc giác im ái, thì tham tâm khởi lên. Nhưng mà cái tâm của mình mà nghĩ đến những cái gì mà nó không hài lòng do cái sự xúc giác đó đó, thì mình cảm thấy không hài lòng, đó là sân tâm khởi lên. Như vậy thì với một cái người tu tập thiền quán, tức là phải có cái chánh niệm, chánh niệm ở trong các cái giác quan của mình, ngay cả cái việc mà mình đi đứng nằm ngồi đều là có chánh niệm. Giống như một người mà tu thiền, khi mà mình ngồi dậy hay là mình nằm xuống, có nhiều người mệt mỏi quá nằm xuống thì thích được nằm xuống, mà nằm xuống nó cảm thấy một trạng thái dễ chịu vô cùng. Dễ chịu vô cùng, thích thú cái cảnh đó vô cùng. Nhưng mà lỡ mà mình nằm hoài lâu á, thì mình cảm thấy nó là cũng khó chịu, chứ không phải là vậy. Bởi vì trong các cái quan nghi của chúng ta, đi đứng nằm ngồi nó cũng phải thay đổi. Không bao giờ một cái trạng thái nè, một quan nghi nào mà chúng ta giữ hoài một quan nghi đó suốt thì khó chịu lắm. Như vậy thì cái chuyện xúc giác á, đối với các thân căn của chúng ta và tâm của chúng ta nương gá vào cái chỗ nào mà gọi là khắp trong thân của chúng ta mà có được cái sự biết được cái sự xúc giác, thì cái đó được gọi là tâm thân thức. Tâm thân thức. Như vậy thì cái tâm mà nương tựa vào đó, tâm nương tựa vào đó, thì cái người mà tu tập chánh niệm á, thì biết rằng á, là dù là cái cảnh nó có im hay là nóng hoặc là lạnh đó, do chúng ta xúc chạm á, thì chúng ta cũng biết như vậy, chứ không phải là để nó khó chịu hay là nó bực bội, làm cho cái tâm của mình nó theo, cuốn theo cái sự thích thú, hay là cuốn theo cái sự mà không hài lòng, sân tâm nó cởi lên. Bây giờ cái tâm của mình suy nghĩ với một cái cảnh gì đó, cảnh gì nó chưa tới, hoặc là cảnh gì nó đã qua, mình nghĩ, hoặc là do mắt thấy, do tai nghe trước đó, tâm mình nghĩ miên man đến những điều đó, thì cái đó nước gọi là ý căn, ở trong cái gọi là cái tâm của một vị hành giả. Như vậy thì cái mà cảnh mà cho chúng ta thấy thì đó gọi là pháp xứ. Tâm của chúng ta biết được cái cảnh đó. Cảnh đó nó không phải là do mắt thấy, do tai nghe, do mũi ngửi, do lưỡi nếm, do thân xúc chạm, mà cảnh đó đều là do tâm của chúng ta suy nghĩ ra, suy nghĩ, mường tượng ra, hoặc là suy nghĩ ra những cái cảnh đó. Cái cảnh đó là được gọi là cảnh pháp. Như vậy thì trong cái cơ thể của chúng ta, trong cái nói là thân và tâm, tức là danh và sắc, thì nó có 12 xứ, là 6 nội xứ, tức là chỉ cho mắt của chúng ta, tức là nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, tiệt xứ, thân xứ và ý xứ. Rồi ở bên ngoài, tức là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc và cảnh pháp. Cái gì mà do tâm thấy thì cái đó được gọi là biết được, đó được gọi là cảnh pháp. Thì với một cái người mà tu tập thiền quán, hãy luôn luôn biết rõ được cái sự ghi nhận, chánh niệm, biết rõ được cái thân của chúng ta, biết được các cái căn của chúng ta tiếp xúc với các cái trần cảnh. Và căn hay là cảnh này đó cũng đều là vô thường. Căn cảnh này á, đều là vô thường biến đổi. Và chúng ta cũng biết đó là không có một, với một cái người mà có chánh niệm
thì chúng ta mới thấy được cái sự sanh diệt trong mỗi khoảnh khắc ngắn ngủi nhất. Còn nếu như chúng ta không có chánh niệm thì khó bao giờ mà thấy được cái sự sanh diệt đó. Bởi vì trong khoảnh khắc, dù là cái chớp mắt hay là cái duỗi tay hay là cái mà mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm hoặc là ý suy nghĩ, nó khoảnh khắc nó rất là mau. Nhưng mà mỗi một người có chánh niệm thì mình mới ghi nhận, biết rõ được cái tâm của mình ra sao, biết được cái sự sanh diệt, biến đổi, vô thường nó như thế nào. Và ở trong mỗi cái chúng ta đó, nó không có cái tự ngã của mình, đó là không có cái tôi. Hay là thường thường là chúng ta nói là tôi thấy, tôi nghe, tôi ngửi, tôi nếm, tôi đụng, tôi xúc giác hay hoặc là tôi suy nghĩ. Thì tất cả cái điều đó, nếu mà mình hiểu kỹ đó, thì nó là do căn tiếp xúc với các cái trần cảnh thức sanh khởi. Nhưng mà với một người tu tập chánh niệm thì biết rõ như vậy, thì không cho cái tham ngăn chặn, không có cái tham tâm mình là sanh khởi bất cứ một cảnh nào, hoặc là không cho cái sanh tâm sanh khởi bất cứ một cảnh nào. Trong kinh gọi đó là phản ứng thượng nghịch, tức là thích thú hay là không hài lòng ở trong mỗi cái sự căn cảnh tiếp xúc với các cái trần cảnh như vậy. Như vậy thì học chánh niệm, tức là đối với quán tới 12 xứ, tức là 6 nội xứ và 6 ngoại xứ, cái ý muốn của mình dựa vào căn gì, thì cái đó nó được gọi là nội xứ. Mà cái gì nó thuộc về ở bên ngoài, thuộc về cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh vi, cảnh hương, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, thì hoặc là cảnh pháp, thì cái đó nó thuộc về 6 ngoại xứ. Như vậy thì một người tu tập về chánh niệm biết rõ những điều đó, để rồi giữ cái tâm của mình không để cho phiền não nó sanh khởi dựa vào đó. Nhưng mà một người tu tập chánh niệm lâu dài thì cái trí tuệ thật sự mới là nhạy bén. Từ đó cái trí tuệ mới có thể phát sanh được, và lúc đó nó mới phát huy diệu dụng của cái trí tuệ. Ở đây thì chúng tôi nghĩ rằng đối với một cái người tu tập về 6 quán chiếu, về 6 nội xứ và 6 ngoại xứ, thì ở đây là một trong những cái đề tài đối với một cái người tu tập thiền quán thật sự là rất có cái lợi lạc ở trong cái đời sống tu tập của mình hàng ngày, ở trong mỗi giờ phút nào cũng vậy. Chứ không có nhất thiết là mình phải ngồi một chỗ, hay là nằm một chỗ, hay là đi một cái nơi nào, vân vân, mà tất cả các cái quay nghi đều là trong cái sự chánh niệm của mình. Khi có chánh niệm thì có được cái sự lợi lạc an lạc ở trong đời sống tu tập của mình. Chúng tôi xin được dứt lời ở đây. Trước khi dứt lời thì chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm an lạc. Tôi kính chúc quý cô tu nữ, quý Phật tử luôn được sự an vui tiến qua. Bây giờ thì xin được dứt lời. Sao thưa quý trình thượng tọa pháp trần, bạch thượng tọa thầy siêu, thượng tọa có nghe được không? Nếu thượng tọa thầy siêu cảm thấy tuyệt, xin kính trình thượng tọa hoan hỷ trả lời cho câu thơ lương đầu tiên. Một lần nữa xin được hỏi thượng tọa thầy siêu, thượng tọa có nghe được không? Thì tòa pháp đăng ấy, thì tòa pháp đăng có nghe được không? Nếu thì tòa pháp đăng nghe được, thỉnh thì tòa pháp đăng trả lời cho câu thảo luận thứ nhất. Dạ.
Sư học trong trong kinh đại và trong thiền quán thì đặc biệt nói đến sự quán sát đối với lục căn mắt tai mũi lưỡi thần ý, như cũng đi vào đi khất thực thì mắt thấy cảnh sắc hay tai nghe tiếng chẳng hạn, phải phải đặc biệt cẩn trọng. Nhưng mà trong Abhidhamma, trong vị gì phó Abhidhamma thì ngũ song thức lại không có quan trọng lắm, mũi ngũ song thức rất là mũi lưỡi, mà quan trọng là những tâm thiện và tâm bất thiện. Thì tại sao trong cách nói chung chung của kinh Tạng thì nhãn nhĩ tỷ thiệt thân xem vẻ giống như rất là quan trọng, mà trong Abhidhamma thì ngũ song thức thì rất là mũi lưỡi? Xin thượng tọa Pháp Đăng hoan hỷ cho vậy ký về điểm này, kính thưa thượng tọa. Hello. Dạ, con Pháp Đăng kính lễ được tâm bảo. Kính lễ quý thượng tọa, kính chào quý bạn của lượng thượng tọa Phật tử. Thì ở trong cái câu hỏi của thượng tọa đó thì con xin chia sẻ như thế này. Thường thì ở trong tạng kinh đó thì nói về lục căn thu thúc và chỉ rõ mắt thu thúc đối với cảnh sắc, tai đối với cảnh thinh, mũi đối với cảnh khí, miệng đối với cảnh vị, thân đối với cảnh xúc, ý đối với cảnh pháp. Nhưng mà học trong vi diệu pháp thì 18 tâm vô nhân á, gọi là vô nhân vì không có nhân tham sân si, vô tham vô sân vô si. Nên khi mình gọi là 18 tâm vô nhân ở trong 24 tâm dục giới thì có 24 tâm dục giới tịnh hảo và có 18 tâm vô nhân. Ba tâm trong 18 tâm môn nhân thì có ba tâm gọi là khai ngũ môn, thọ xả ý môn, thọ xả và tâm ưng cúng thì tiêu thọ hỷ, ba tâm di tạc môn nhân. Như vậy thì nhìn vào đó thì trong vi diệu pháp nói rằng những cái tâm nhãn thức nhĩ thức, đôi nhãn thức đôi nhĩ thức, đôi tỷ thức đôi thiệt thức, đôi thân thức chỉ là những tâm môn nhân thôi. Điều này chỉ cho chúng ta một điều mà giữa phàm và thánh, phàm thánh gì đó thì cũng có mắt, các bậc thánh A-la-hán cũng vẫn có mắt, và phàm phu thì cũng có mắt. Như vậy nhưng mà ngược lại đó thì khi mà nói đến cái tâm nhãn thức đó, thuần là những cái tâm quả thôi. Tâm nhãn thức đó thì dù là bậc A-la-hán hay bậc phàm nhân cũng chỉ là tâm quả thôi. Nhưng mà ở đây đó, thì chúng ta học trong kinh Tạng thì chúng ta nói rằng cái quả hiện tại nối với cái nhân hiện tại, hay là chúng ta gọi là cái quả hiện tại nói với cái nhân hiện tại là từ thọ duyên cho ái. Thì chỗ này đó thì chúng ta có học vi pháp thì chúng ta biết rằng nói đến ngũ song thức chỉ hợp được có bảy sở hữu biến hành thôi, xúc thọ tưởng tư định mạng quyền tác ý, nó cũng chỉ là 17 tâm sở biến hành và 6 tâm sở biệt cảnh thôi. Thì đó là những cái tâm mà chỉ ngũ song thức chỉ hợp được có 7 tâm sở biến hành thôi, đó là xúc thọ tưởng tư định mạng quyền tác ý. Như vậy thì khi mà nói đến là nó chưa có hợp với những cái sở hữu bất thiện hay là sở hữu thiện, nếu mà sở hữu bất thiện thì si vô tàm vô quý phóng dật, tham đà kiến ngã mạng sân tật lẫn hối, đó là 14 sở hữu bất thiện. Còn khi hợp đến sở hữu thiện thì chúng ta nói đến tính niệm tàm quý vô tham vô sân hành xả hay tịnh thân tịnh tâm. Mình nói đến 19 sở hữu biến hành và tịnh hảo biến hành và những cái sở hữu giới phần như là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, hoặc là bi tự hỷ, vô lượng phần, hoặc là trí tuệ. Mình chưa nói đến đó thì mình hiểu rằng những cái tâm trong vi diệu pháp nói đến những cái tâm nhãn thức, nhĩ thức thì thấy chỉ là thuần là thấy thôi. Thấy chỉ thuần thấy thôi. Nhưng mà khi mà thấy đó thì mình có tiếp thu, có quan sát, có đón định đó, thì lúc bây giờ nó có sẽ có động lực. Động lực là sau khi đón định đó, thì tâm khai ý môn là việc đón định là ngũ, nói là nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn, thì cái tâm khai ngũ môn nó đều làm việc đón định ở lầu ngũ. Và chính là cái tâm khai ý môn này thành sao khi mà đón định đó, thì có động lực, đó là động lực thiện hay bất thiện, là muốn nói đến những tâm tham sanh sao những cái tâm nhãn thức nhĩ thức đó thì nó sẽ sanh sao cái loạt cái chặn tâm đó. Thì tới cái chặng mà tiếp thu thì đoán định thì nó có động lực, như vậy thì nó sẽ tạo nghiệp bất thiện hay thiện,
mình gọi là bậc thánh thì không còn phiền não. Ở chỗ này thì không có 12 tâm bất thiện, 14 sở bất thiện. Nhưng mà ngược lại phàm phu á, mà có tu tập á, thì mình có chánh niệm á, thì nó sẽ có tâm thiện để phòng hộ bằng thu thúc, mà mình gọi là tu tập cái thiện thứ nhất á, cái loại đoạn trừ thứ nhất là tâm thiện, đoạn trừ tâm bất thiện đó. Đó là mình có chánh niệm tỉnh giác, mình có niệm thu thúc. Nên khi mà nói như vậy á, thì chúng ta thấy rằng á, Đức Phật Ngài nói như vậy để chúng ta biết rằng giữa cái giữa con người chúng ta đó, nếu mà cái phiền não đó nó sanh khởi đó, mà mình được đoạn trừ riết đó, thì mình sẽ thành bậc thánh. Còn cái phiền não mà không đoạn trừ đó, thì chúng ta tiếp tục làm phàm phu, tiếp tục làm phàm phu có tham sân si. Như vậy á, thì đây là một cái điểm rất là tinh tế giữa vi diệu pháp và tạng kinh. Nhưng mà tạng kinh thì nói mình thấy niệm thấy thì đúng rồi, tạng vi diệu pháp cũng chỉ như vậy thôi. Khi mình có cái lòng tin với Đức Phật Ngài dạy đó, thì mình có cái chánh niệm trong tâm thiện mà chúng ta gọi là sở hữu tịnh hảo biến hành đó, có tính niệm tàm quý vô tham vô sân hành xả đó, là mình có lòng tin với Đức Phật Ngài dạy. Khi mình mắt thấy, mình chánh niệm tỉnh giác tôi thấy, và mình phân ra đây là căn, đây là cảnh, đây là thức, mình tập như vậy đó, nó trở thành cái sự thu thúc và nó không có sanh lên phiền não. Bởi vì mà khi mình có tập quán như vậy, mình thấy cái phiền não tham nó sanh khởi do cái người không có thu thúc, còn người có thu thúc niệm thấy như vậy đó, để mình tránh cái tướng chung tướng riêng. Thường thường thì quý vị thấy rằng giữa cái người nữ thì cái tướng chung là người nữ, là có cái sắc tánh nữ, cái sắc nữ tính. Nhưng mà khi mình phân biệt ra người này có mặt, có mày, có cái bộ phận này khác người kia đó, thì gọi là tướng riêng. Tướng riêng, mình để ý tướng riêng như vậy đó. Thì như vậy những cái phiền não khi mà mình không có thu thúc đó, thì không có niệm đó, thì mình sẽ có tưởng điên đảo, có tâm điên đảo và có kiến điên đảo. Còn khi mình có cái niệm đó, thì mình có cái tưởng chân chánh, cái kiến chân chánh, tâm chân chánh, là cái tâm thiện. Chính vì điểm đó nên khi mà nói đến trong kinh tạng á, thì nói đến thu thúc lục căn thì nói rằng mắt tai mũi lưỡi, như trong tăng pháp thì nói ngũ song thức á, chỉ rất là mùi lược. Mùi lược nó đây là những cái tâm nhãn thức, nó chỉ thuần là thấy cảnh sắc thôi. Bởi vì chúng ta thấy rằng khai ngũ môn rồi ngũ song thức sanh khởi là tiếp thâu cảnh sắc nè, quan sát cảnh sắc đó. Đó là cái nó hợp với những cái tâm khai ngũ môn. Bởi vì cái tâm khai ngũ môn á, nó hợp với cái tâm nhãn thức. Nhưng mà ngược lại khi mà nó tới đoạn lực, nó tới đoán định đó, thì tính chính là cái tâm khai ý môn á, đầu nó qua thiện hay bất thiện, lúc bây giờ nó là thiện hay bất thiện. Bởi vì mình nói rằng ý dẫn đầu các pháp là vậy đó, chính là tâm khai ý môn, nó làm việc đoán định ở lậu ngũ và làm việc khai ý ở lậu ý. Chính nó sau khi mình không như ý, không như lý tác ý đó, thì mình sẽ tạo cái nghiệp bất thiện. Còn như lý tác ý mình tạo cái nghiệp thiện, đó là mình có chánh niệm tỉnh giác. Như vậy thì đây là một cái điểm mà giữa cái tạng kinh và tạng vi diệu pháp nó có một chút, nhưng mà khi mà học rõ ràng rồi đó, thì mình thấy bằng tạng kinh và tạng luật đó, thì tạng luận tạng thắng pháp thì nó phân tích chi tiết hơn, còn tạng kinh thì nói mắt thấy thì phải thu thúc, chỉ trình bày như vậy. Và cái thu thúc này nhờ trong kinh cũng nói rằng thu thúc lục căn nhờ chánh niệm. Trong kinh đó, trong tạng kinh chúng ta nghe nói là thu thúc lục căn nhờ chánh niệm, thì nó cũng không có khác gì với diệu pháp. Tại vì tính niệm á, mình tin lời dạy của Đức Phật là phiền não từ trong mắt của mình, và mình phải thu thúc, nên gọi là có lòng tin với Đức Phật dạy, nên gọi là tính, rồi tới niệm. Sở hữu niệm là ghi nhận mắt thấy cảnh sắc, tai nghe cảnh thinh. Như vậy thì giữa tạng kinh và tạng vi diệu pháp đó, thì có chỗ trình bày như vậy, nhưng mà nếu mình hiểu thì nó cũng không có gì khác nhau. Nhưng mà cái phần thắng pháp thì trình bày chi tiết hơn, còn tạng kinh thì nói rằng thu thúc lục căn nhờ chánh niệm, và mình tin đó, những lời dạy của Đức Phật trong cái sự thu thúc đó thì mình phải có chánh niệm, thì đó là cái sự thiện pháp, thiện pháp lành, và có thể có khả năng để mình từ từ mình thuần thục. Còn nếu mình học trong vi diệu pháp thì chỉ là tâm nhãn thức, chỉ là thuần là tâm vô nhân thôi, 18 tâm vô nhân, trong đó ngũ song thức thiện và ngũ song thức bất thiện, nó chỉ là 18 tâm vô nhân. Nó là những cái phiền não đời trước cho ra cái quả luân hồi, mình gọi là thức duyên như danh sắc lục nhập đó. Lục nhập duyên cho lục xúc duyên cho lục thọ đó, thì từ thọ nó duyên cho ái đó, là cái mối nối.
thọ đó là cái quả hiện tại, ái là cái nhân hiện tại, đó là cái phiền não tiếp tục. Thì ở điểm này đó thì chúng ta có học đó, thì chúng ta nhớ thì chúng ta mới biết được. Nên về ngũ sung thức đó, chính là hợp với bảy sở biến hành thôi. Nhưng mà khi đến tiếp thâu thẩm tấn thì nó sẽ hợp thêm, nó sẽ hợp thêm với những cái sở hữu 13 sở hữu tạo tha, nó sẽ hợp thêm. Nhưng mà khi đến thì cái động lực đó, thì đó là những cái động lực thiện hay bất thiện, đó là những sở hữu bất thiện hay thiện, đó là điểm mấu chốt chỗ điểm này. Thì ở trong cái câu hỏi cho thượng tọa thì con xin chia sẻ như vậy. Bây giờ con xin gửi mic cho thượng tọa và có gì nói thêm như thượng tọa nói thêm nhé. Sa thú cái chừng thượng tọa pháp đăng bạch thượng tọa thời xíu, thượng tọa có chút máy và thượng tọa nghe được không? Một lần nữa xin hỏi thượng tọa thời xíu, thượng tọa có nghe được không? Đại đức pháp tính, đại đức pháp tính có ở trước máy không? Và đại đức pháp tính có cảm biết được không? Một lần nữa xin được hỏi đại đức pháp tính, để giờ và thấy trường hợp thầy siêu đưa tay. Và trường hợp thầy siêu khi người ta nói rằng cái người đó họ sống nặng theo thị hiếu, họ chạy theo thị hiếu, thì mình hay nghĩ đến chuyện mà chạy theo sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm bị ngon xúc lạc. Nhưng mà một người mà sống mà nặng về sự thỏa mãn các căn như là mắt tai mũi lưỡi thân ý, tức là sáu nội xứ, thì chúng ta có kể là thị hiếu hay không, giống như là đối với sáu ngoại xứ? Kính thỉnh thượng tọa. Là một thời gian quý vị có nghe rõ chúng tôi nói kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, thật ra thì điều mà người ta nói nặng theo thị hiếu chúng ta phải hiểu là người đó họ cũng đã có nghĩ dính mắt sáu căn, sáu nội xứ, sáu ngoại xứ nữa. Tại sao? Bởi vì không thể thích cảnh sắc ở trong khi đó không có mắt như một người mù. Một người mù làm sao mà thích cảnh sắc được, một người điếc làm sao mà thích cảnh thinh được, một người mà bị hư cái khứu giác thì họ làm sao thích cảnh khí được, cảnh hương được, vân vân. Thì do đó nói chung người ta chỉ nói thế này những cái gì mà thuộc về vật chất mắt thấy được, tai nghe được, mũi ngửi được, lưỡi nếm được, thân xúc chạm được,
thì hễ người này thích cái món này, người kia thích cái món kia, thì những cái nhà sản xuất á, thì họ sẽ sản xuất theo cái thị hiếu của con người, của người tiêu dùng, theo cái thị hiếu của người tiêu dùng. Thí dụ như có người họ thích màu vàng, họ thích màu bạc, họ thích màu đen. Thí dụ như cái những cái iPhone được chẳng hạn hay là cái ốp lưng của cái iPhone, người ta có nhiều màu sắc là tại vì họ sản xuất theo cái thị hiếu của con người thôi. Thì cái chữ thị hiếu á, xài cái dễ chung chung đó, tức là cái sở thích. Mà cái sở thích đó nó có cái khuynh hướng là theo cái vật chất, nên gọi là chữ thị hiếu, chứ không hẳn như chúng ta nghĩ là đam mê cảnh sắc thinh hương. Mà chúng ta phải hiểu rằng là cái sở thích về cái vật chất đó, về màu sắc đó, về cái kiểu dáng đó, cái đó gọi là một cái thị hiếu. Mà đã gọi là cái thị hiếu đó, nó chung chung như vậy đó, thì nó bao gồm cả nội xứ và ngoại xứ nữa. Như chúng tôi đã nói là không thể nào có thị hiếu thứ cảnh sắc là sắc trần, màu sắc, kiểu dáng, ở trong khi đó là một người bị hư con mắt, người bị mù thì họ không có thị hiếu về cảnh sắc được, một người điếc thì không thể có thị hiếu về cảnh thanh được. Họ thích cái dòng nhạc này, nhạc rap, nhạc rock hay là nhạc tiền chiến vân vân, bolero rồi đó. Cho nên ở đây đó, khi mà dính mắc sáu căn, tức là trong đó nó bao gồm luôn cả về cảnh duyên và vật tiền sanh duyên. Bởi vì nếu như không có nội xứ thì làm sao mà bắt lấy ngoại xứ làm cảnh để mà dính mắc. Cho nên hễ chúng ta nghe nói một người mà họ có cái thị hiếu về cái màu sắc phải là như vậy, kiểu dáng phải là như vậy mới thích, nghe nói cái thị hiếu đó thì là chúng ta phải hiểu là họ dính mắc luôn cả về nội xứ và ngoại xứ, dính mắc luôn cả nội xứ ngoại xứ. Chỉ có điều là cái phía bên nào nó làm trưởng thôi. Cho nên khi nói đến cảnh duyên, cảnh trưởng duyên đó, là nó bao gồm luôn cả
về sắc tâm tâm sở, nội phần ngoại phần, thí dụ như khi nói đến cảnh trưởng thì trong đó bất cứ là cái gì cũng làm cảnh trưởng cho cái tâm tâm tham được hết, cái gì cũng làm cảnh trưởng cho tâm tham, ngoại trừ hai tâm sân và hai tâm si thì không làm cảnh trưởng được cho tâm tham thôi, còn tất cả các thứ khác, còn như sắc pháp đó, thì 18 sắc niết bàn á là 18 sắc rõ thành cảnh tốt cũng đều là cảnh trưởng cho tâm tham. Cho nên cái thị hiếu đó, thì mỗi người nó có thích theo cái kiểu nội xứ, thích theo kiểu ngoại xứ, nó khác nhau như thế. Nhưng mà chung quy hệ mà cái này làm cảnh trưởng thì cái kia làm cảnh duyên, cái này làm cảnh trưởng duyên, họ thiên về ngoại cảnh, cảnh trưởng duyên, thì cái nội xứ đó, nội căn đó, thì nó chỉ là cảnh duyên. Hễ mà lấy nội căn, thí dụ một người thích chăm sóc con mắt hay lỗ mũi hay tai vân vân để thấy rõ, để nghe rõ, thì trong trường hợp của họ lấy nội căn, nội xứ là cảnh trưởng thì ngoại xứ là cảnh duyên. Cho nên chỉ có hai cái là cảnh duyên và cảnh trưởng duyên. Cái thị hiếu của chúng sanh thì nó chi phối cái cảnh duyên, cảnh trưởng duyên. Nhưng mà thường thường thì hãy nói đến cái thị hiếu phải hiểu đối tượng để mà đam mê thích thú, thì cái đối tượng đó phải là cảnh trưởng duyên, nó mới trở thành cái thị hiếu được. Nói tóm lại là hãy khi nói đến một cái thị hiếu của người đó thì phải hiểu rằng nó bao gồm luôn cả hễ có nhãn xứ thì phải có sắc xứ, hễ có sắc xứ thì phải có nhãn xứ. Bởi vì nếu mà có nhãn xứ mà không có sắc xứ thì làm sao mà cái tâm tham nó sinh khởi để nó biết được cảnh sắc, vân vân. Thì đây là câu trả lời của chúng tôi cho cái câu hỏi của thượng tọa Giác Đạt Bồ Đề Nam Mô của thầy. Sa thú kính thỉnh thượng tọa thầy siêu để thỉnh thượng tọa đi nghỉ. Dạ. Đại chúng Pháp Tính đi. Đại chúng Pháp Tính có mặt ở trước máy và nghe được không? Nếu Đại chúng Pháp Tính nghe được xin thỉnh Đại chúng Pháp Tính trả lời cho cô theo luật số 3. Dạ. Đại chúng Pháp Tính, nếu có người hỏi Đại chúng Pháp Tính là người tu Phật có phải chăng là một người sống có một cái sự chú trọng về hướng nội? Mà nếu đúng là chú trọng về hướng nội đó, thì thu thúc lục căn có phải là một ở trong những phương cách hướng nội không? Cái định đã được học tính. Thầy cha con xin thành kính đến lễ đến sư phụ Tế Siêu, thượng tọa Giác Đẳng, thượng tọa Pháp Đăng, thượng tọa Pháp Tân, thượng tọa Minh Hạnh. Chào sư ông, chào quý cô tín nữ cùng các vị thiện nam tín nữ.
qua câu thâu lục chứng tỏ vừa vũ lên. Thì đối với cái người tu Phật, nếu mà nói về chú trọng hướng nội hơn là hướng ngoại, thì cái điều này là nếu mà theo cái ý nghĩa mà người đó sẽ nhìn lại cái nội tâm của mình, thì trong cái trường hợp này gọi là cái người đó có cái sự hướng nội. Còn nếu mà nói mà hướng nội thì phải chăng là cái sự phòng hộ sáu căn, như vậy là một cái cách hướng nội. Cái điều này nó chưa hẳn là như vậy, chưa hẳn là như vậy. Đối với một người, thí dụ như chúng ta, một cái vị đó tu tập phòng hộ thân, phòng hộ lời nói, phòng hộ cái ý, suy nghĩ, thành ra đó, đó là cái sự mà thu thúc về các căn của cái vị đó. Còn khi mà một vị mà hướng nội đó thì chưa chắc, cái vị hướng nội thì chưa chắc. Ở đây chúng ta thấy rằng có những vị do người ta có một cái sự, cũng như là tâm tư người ta có một cái buồn gì đó, một cái sự buồn gì đó, hoặc là người ta e dè là cái gì đó, thì thường thường người ta sẽ cũng như là có cái đời sống nội tâm hơn, có cái đời sống nội tâm hơn đó. Thành ra cái chỗ này nó coi như là nó khác một cái điều mà chúng ta rất là khó phân biệt giữa cái người hướng nội và giữa cái người mà phòng hộ. Thì chúng ta nghĩ rằng hai cái trường hợp này nó giống nhau, nhưng mà không phải. Ví dụ như quý vị thấy rằng có những người mà người ta giống như là mình tạm gọi là bị những cái nỗi buồn trong thân tâm của người đó, thì cái người đó người ta luôn luôn người ta sống với cái nội tâm, sống với cái những cái gì mà nó xảy ra ở xung quanh họ thôi, họ không có muốn dòm nó qua bên ngoài. Ví dụ như quý vị thấy rằng có cái trường hợp mà Đức Phật nói rằng, chúng tôi nhớ đọc ở trong một cái chuyện nào quên rồi, không biết là có phải là Đức Phật hay không, nhưng mà cái câu chuyện nó là như vậy. Có nghĩa là một cái vị mà khi mà cứ ngồi hành thiền ở cái khu mà đông đúc, có nghĩa là gần làng hay là ở trong bến nước đồ đó, thì cái đó thì nó chưa chắc là an toàn. Mà còn so với một người mà tuy rằng sống ở đường sâu, mà cái vị đó có cái sự mà chuyên tâm nằm ngủ nghỉ vân vân, thì cái điều đó nó còn có cái sự mà an toàn hơn một người mà sống ở cái chốn đông người, mà cũng như là luôn luôn mà lúc nào cũng có những cái dáng hoặc là những cái kiểu cách như là đang hành thiền vân vân. Thì tại sao quý vị? Tại vì ở nơi đó nó có rất là cái cảnh mà đối với cái tâm của con người của chúng ta là luôn luôn bắt cảnh, luôn luôn bắt cảnh. Thành ra đó mình ở cái chốn đông người, tuy rằng mà mình có cái sự tu tập đó, thì nó cũng chưa có chắc bền vững. Thì trở lại với cái vấn đề mà chúng tôi nói, một người mà có cái tu tập hướng nội thì như vậy thì nó cũng tốt, như vậy thì nó cũng tốt. Có nghĩa là cái người này sống nhìn lại cái nội tâm của mình. Nhưng mà hỏi cái trường hợp đó có phải là cái người mà phòng hộ được sáu căn hay không, thì chưa hẳn. Phòng hộ sáu căn tuy rằng là chúng ta không có một cái sự mà hướng nội, nhưng mà luôn luôn chúng ta có cái sự mà phòng hộ, khi mà mắt chúng ta thấy sắc, hoặc là tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, ý suy nghĩ, các pháp,
thì luôn luôn chúng ta sẽ không có làm cho mà những cái phiền não nó sanh lên. Cũng giống như là một người mà luôn luôn có một cái tư thế sẵn sàng để chiến đấu với phiền não, thì cái trường hợp này là khác, cái trường hợp này nó là khác. Còn cái trường hợp mà mình sống về nội tâm hoặc là mình hướng nội đó, thì nó chỉ có một cái khía cạnh nào thôi, một khía cạnh nào đó thôi, chứ nó không bằng một người mà tu tập mà phòng hộ đến sáu căn. Thì vậy thì ở trong cái câu này theo cái ý con nghĩ, đối với một người hướng nội đó thì chưa hẳn là một cái người mà gọi là phòng hộ sáu căn. Còn cái người mà phòng hộ sáu căn thì con nghĩ rằng là vừa có phòng hộ sáu căn mà nó vừa có cái sự mà hướng nội ở trong tâm tư của cái vị mà tu tập. Đây là cái ý con xin được đóng góp qua cái câu thảo luận thượng tọa đã nêu lên. Bây giờ thì con xin thỉnh thượng tọa trở lại. Sa thú cái chân đại lực pháp tinh. Thượng tọa pháp tinh, thượng tọa có trước máy không? Nếu thượng tọa pháp tinh đang ở trước máy, xin thỉnh thượng tọa hoan hỷ trở lại với câu thảo luận. Một lần nữa xin hỏi thượng tọa và tân thượng tọa. Ôi dạ, thấy có thượng tọa tự quyền. Dạ, dạ xin thỉnh được. Dạ, chắc thỉnh thượng tọa pháp tân trước, rồi sau đó có câu xin được hỏi thỉnh thượng tọa tự quyền. Thượng tọa pháp tân, khi chúng ta nói phòng hộ các căn thì chúng ta nghĩ rằng mình tránh, dạ, mình tránh thấy sắc, tránh nghe tiếng, ở trong điều kiện nào mình nghĩ rằng những cái sắc tướng âm thanh đó nó có sự chi phối mình tránh đi. Nhưng mà khi người ta nói cái chánh niệm á, thì là cái gì nó sanh khởi thì mình biết sanh khởi, tức là gần như trong chánh niệm thì không có sự tránh né, mà chánh niệm tức là khả năng ghi nhận rõ ràng. Nhưng bây giờ đặt một câu hỏi rằng như vậy cái chánh niệm đối với sáu nội xứ ngoại xứ á, nó có đồng nghĩa với thu thúc sáu căn không, hay là hai chuyện đó là hai chuyện khác nhau? Và nhưng mà người ta nói mình muốn thu thúc mình phải có chánh niệm chẳng hạn, thì chánh niệm và thu thúc, chánh niệm đối với sáu nội xứ ngoại xứ nó có đồng nghĩa với thu thúc sáu căn không? Kính thỉnh thượng tọa pháp tân. Dạ, Nam Mô Bổn Thầy Giá. Con kính đảnh lễ chư tôn đức, kính chào đại chúng trong rừng. Con nghĩ rằng cái sự phòng hộ các căn á, thì ở đây đó thì trong kinh thường nói là phòng hộ các căn, sáu căn của mình, thì cái sự phòng hộ ở đây đó không phải là cái việc mà mình không được nhìn, không được nghe, không được thấy, rồi không được ngửi, hay là không được nếm, không được xúc chạm, không được suy nghĩ. Thì con nghĩ rằng giống như là nói bây giờ thân viễn ly và tâm viễn ly, mặc dù là cái thân của mình, các cái căn mình không cho tiếp xúc, mà cái tâm của mình thì mình hướng đến những cái trần cảnh, đến những cái trần cảnh, rồi mình tham đắm hay là mình không hài lòng, thì cái chuyện đó nó cũng không phải là như vậy. Bởi vì một người mà thu thúc các căn ở đây đó, hay là phòng hộ các căn đó, thì con nghĩ rằng cái việc mà mình giữ cái sự chánh niệm đó, nó rất là quan trọng. Tại vì khi một người mà có chánh niệm thì đồng nghĩa như là một người mà thu thúc với lại các cái căn của mình, hay là sáu nội xứ, sáu ngoại xứ. Bởi vì khi mà sáu nội xứ mà tiếp xúc với sáu ngoại xứ ở bên ngoài đó, thì một người mà không có chánh niệm thì giống như là một người mà không có phòng hộ, hay là không có thu thúc đối với các cái căn mà mình tiếp xúc với các trần cảnh. Vì vậy đó, cho nên là một người mà tu tập đó, thì dù đi đứng hay nằm ngồi, lúc ăn cũng như là lúc ngủ nghỉ, lúc sinh hoạt,
thì trong mọi cái cử chỉ, trong mọi cái oai nghi đó, thì cần phải giữ cái chánh niệm. Bởi vì chánh niệm ở đây đó thì có nghĩa rằng mình biết những cái gì, ghi nhận những cái gì mà mình đang thấy, đang biết, đang nghe, đang ngửi, đang đếm, mình đụng, đang suy nghĩ đó. Thì mình có chánh niệm, thì cái chánh niệm đó là cái mà mình ghi nhận, biết những cái đang diễn ra. Ví dụ giờ mắt thấy thì phải có căn, rồi phải có cảnh. Cái cảnh mà do mắt thấy là cảnh sắc, mà cái cảnh mà do tai nghe thì là âm thanh, cảnh thinh. Cảnh mà do mũi ngửi là cảnh khí. Cảnh mà do thân xúc chạm đó là cảnh xúc. Rồi cảnh gì mà do lưỡi chúng ta nếm, hoặc là cảnh gì đó là cảnh vị, mà đối với lại cảnh gì mà do tâm chúng ta suy nghĩ là cảnh pháp. Thì khi căn mà tiếp xúc với các trần cảnh, thì nếu một người mà không có chánh niệm thì phiền não nó cũng từ đó sanh khởi lên, là tham hoặc là sân, là khó chịu. Thì như vậy thì cái người phòng hộ cái tâm của mình là giữ làm sao cho cái tâm của mình đừng cho tham hay là sân sanh khởi, mà để làm cho cái tâm mà tham hay là sân không sanh khởi, thì không có gì bằng chính cái điều mà mình chánh niệm trong mỗi cái các cái mỗi cái điều mà do căn tiếp xúc với các cái trần cảnh đó. Cho nên mà khi mà căn tiếp xúc trần cảnh, khi mà mắt thấy thì mình có chánh niệm là mình biết là đây là mắt mình thấy nè. Mắt thấy cảnh sắc á, mình có chánh niệm mình biết cái cảnh nó là như vậy như vậy, nhưng mà mình cũng không phải là để cho cái tâm của mình bị cuốn hút trong cái sự ưa thích dính mắc với cảnh đó, hay là chán ghét đối với cảnh đó. Hoặc là tai nghe cũng vậy, mũi ngửi cũng vậy, mình cũng vẫn có sự chạm, vẫn có cái căn cảnh tiếp xúc với các cái trần cảnh. Thì cái thu thúc đó, đó là thu thúc đối với sáu nội xứ và sáu ngoại xứ. Vậy thì cái sáu nội xứ với sáu ngoại xứ nó luôn luôn hoạt động như vậy, nó luôn luôn hoạt động như vậy. Thì cái điều mà cần thiết yếu nhất đối với một cái người tu tập thiền quán thì luôn luôn giữ cái chánh niệm đó. Mình cũng không thể nào bịt con mắt, cũng không thể nói là bịt con mắt mà mình thu thúc, cũng không phải là bịt nhét cái lỗ tai lại không cho cái tai nghe âm thanh là thu thúc, mà ở đây là mình giữ cái chánh niệm trong khi các cái căn tiếp xúc với các trần cảnh, trong mọi trường hợp, trong mọi lúc đó, thì mình cái người đó là có cái sự thu thúc, hay là có được cái sự phòng hộ đối với các căn. Ví dụ như trong con nghĩ rằng cái sự mà gọi là cái trong bốn cái điều giới gọi là tứ thanh tịnh giới, thì con nói là thu thúc thanh tịnh giới. Thu thúc thanh tịnh giới có nghĩa là các cái căn mình tiếp xúc với các trần cảnh mà có thu thúc thì là có chánh niệm. Đó cũng là một trong những cái cách phòng hộ, bởi vì tham cũng từ đó mà sanh khởi, sân cũng từ đó mà sanh khởi. Bởi vì một người mà không có chánh niệm thì dễ dàng phiền não nó sanh khởi. Vì vậy cho nên là trong cái mọi cái hoạt động cử chỉ của một cái người tu tập thiền quán, trong lúc thọ thực cũng như là lúc đi khất thực cho đến lúc làm những việc gì, những cái hoạt động đó, thì đều đều có chánh niệm. Thì khi có chánh niệm đó là cái cách mà mình thu thúc các cái căn của mình, hay là mình có cái sự phòng hộ đối với sáu nội xứ và sáu ngoại xứ, mà không có cái gì phòng hộ bằng chính cái chánh niệm. Cái chánh niệm đó nó sẽ là một cái yếu tố thiện pháp quan trọng để giúp cho một cái vị hành giả có được cái sự an lạc từ nội tâm, hay là được phát triển ở nội tâm chính nhờ cái sự chánh niệm đó. Thì đây là cái ý mà con xin được chia sẻ cái câu hỏi mà chúng ta vừa nêu.
con kính thỉnh từ tọa trở lại. Nam mô Bụt Tha Giá. Sa thú kính thỉnh từ tọa pháp tăng, trường tọa Thế Quyền ấy, trường tọa có ở trước máy không? Nếu trường tọa Thế Quyền nghe được kính thỉnh, trường tọa trả lời cho câu thảo luận số 5. Trường tọa Thế Quyền, chúng ta nói rằng một người sanh làm người đó mà có đầy đủ các căn là có phước, nhờ có phước mới đầy đủ ngũ quan. Nhưng mà ở trong kinh lại nói là phạm thiên sắc giới ngoài trừ có vô tưởng thì chỉ có nhãn nhĩ nhãn thức chỉ thức mà không có tỷ thiệt thiệt thân. Thì như vậy có các căn là có phước hay là không có các căn là có phước? Xin kính thỉnh thưa đó. Dạ, quý vị nghe rõ không ạ? Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, cảm ơn quý vị. Chúng con có lễ đến Đức Phật, đến Giáo Pháp và chúng tăng cái lễ đến Sư Phụ, đến Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Pháp Đăng, Thượng Tọa Tăng, Thượng Hành, để Đức Pháp Tính, để Đức Tuệ Tri, Sư Nguyên Thông cũng chưa tăng đang hiện diện, thăng chào đến quý phụ nữ cũng chưa Phật tử. Đây là một điều mà hết sức đặc biệt. Tại sao chúng sinh thường quan niệm mình sẽ làm người có đủ ngũ quan là có phước, nhưng kinh điển là nói là các vị phẩm thiên cõi sắc giới trừ vô tưởng thì chỉ có nhãn thức và nhĩ thức. Kính thưa quý vị, khi chúng ta ở cõi ngũ uẩn mà chúng ta bị khiếm khuyết thì đó là thiếu phước. Chẳng hạn giờ chúng ta bị câm, bị điếc, bị mù, bị khuyết tật vân vân thì đó là chúng ta thiếu phước. Còn nếu như câm, điếc nữa thì người ta gọi là người nhị nhân, là người vô nhân. Ở đây chúng ta phải hiểu một tinh thần là tại sao các vị trời ở cõi sắc giới mà trừ vô tưởng thôi, thì các vị đó chỉ có sắc giới, chỉ có nhãn thức và có nhĩ thức. Cái đây là cái ước muốn mà do năng lực của thiền á, bởi vì có thân á nó phải già, nó phải bệnh, nó phải chết và nó phải nặng nề, nó phải có như chúng ta biết là nó phải trải qua rất là nhiều cái thứ mà nó mệt mỏi của thân. Cho nên cảm thụ ở một cái cảnh giới của thiền, của cái thiền lạc nó cao cấp á, giờ đó chỉ có nhĩ và có nhãn và nhĩ thì nó nhẹ nhàng và nó đầy đủ hơn. Cho nên vì vậy á, là thật sự ra bởi vì có tấm thân ngũ uẩn này cho nên nó mới có cái gì, có cái sự già, sự bệnh, sự chết, nó biến thiền, nó mất đi một cái thân ngũ uẩn này, nó cảm thấy mệt mỏi. Mà khi chúng ta biết nó hôi rồi, nó thối rồi, hoặc là nó bị cái sự tàn lụy của sắc pháp á, ngay cả các vị trời phạm thiên quý vị biết lúc mà họ chuẩn bị họ chết rồi là cái hào quang của họ nó yếu liền, và cái sức sống khi chúng ta gọi là sức sống của mình vậy đó, nó không còn nữa. Con người mà gần chết nó xanh và nó nhợt nhạt và nó thiếu sức sống. Thì đối với các vị trời ở cõi chẳng hạn như các cõi dục giới á, các vị trời ở cõi ở ngũ uẩn á, thì nó là như vậy đó. Thì chúng ta thấy ở đây chính vì có cái ngũ uẩn này cho nên mới có cái sự biến chuyển, có sự biến đổi đó. Còn sự thật ra thì chúng sinh ở cái cõi sắc giới này khi mà họ thì họ coi như họ hoại, họ chấm dứt rồi thì họ biến gì, họ sanh lại một cái, nếu mà thì họ tốt đẹp thì họ sanh lên nữa, còn không nữa thì họ chết, họ sanh về cái cõi, họ chết, họ sanh về cái cõi chúng ta gọi là cái cõi sanh lại về cõi ngũ uẩn, tức là cõi dục giới trở lại. Thì ở đây chúng ta thấy con người như vậy cũng như y như bây giờ là một người, người ta thưởng ngoạn cái cao cấp, người ta nhìn cái đẹp nó cao cấp, một cái hình ấy chúng ta chụp nguyên cái hình rõ ràng thì cho chúng ta mới phân biệt là đẹp. Nhưng sự thật ra thí dụ nhìn một bức tranh thủy mặc, ở đó người ta vẽ cây, vẽ cối, vẽ núi, vẽ non, rồi một con chim xa xa bay vân vân, hay gọi là hai con chim nó bay thì nói đến cái sự tĩnh lặng của đôi lứa. Rồi có một con chim nó nhẹ nhàng, nó chỉ sống một mình đơn độc vân vân,
thì đó chính là một điều mà chúng ta thấy, chúng ta cảm thấy mới cảm thụ được cái đẹp nó cao cấp. Hay là khi cái nghe cũng vậy, nghe cái tiếng nhạc mà nó quá nặng nề đó thì nó không hay bằng chúng ta nghe những cái nhạc giao hưởng, nghe những cái nhạc hòa tấu vân vân, thì cái thưởng ngoạn nó rất là cao cấp. Cũng như quý vị biết là cái gì mà ngon, cái gì mà tốt á thì cái đó nó rất là ít mà nó rất là tuyệt vời. Từ cái món ăn hay là từng cái mặt, cái từng cái mà chúng ta sử dụng đi, thì có những cái chúng ta gọi là cái đồ hiệu đó, nó ít và nó hiếm. Thì như vậy thì cái nào nó sẽ tốt hơn? Tại sao mà chúng ta nghĩ rằng cần thiết gì? Bởi vì cái đó nó cao cấp lắm. Thì cũng vậy, chỉ có nhĩ thức, nhĩ thức và nhãn thức ấy, thì không, thì không phải phải bị một cái sự biến lụy vì cái sự tàn tạ của sắc pháp, thì đó chính là cái sự đau khổ nhiều. Còn ở cõi sắc giới qua đời không có bị cái như vậy. Cho nên đây là một điều chúng ta cần phải có một cái suy niệm, một cái hiểu biết một cách đúng đắn. Và kính thưa quý vị, ở cõi giới đó hình sống về thiền, cho nên tất cả những cái thiền lạc đó nó sẽ là một cái không thể nào nó liên hệ được với cái ngũ quẩn, chẳng hạn như là thân, chẳng hạn như là sắc quẩn, thì họ không thể nào, bởi vì họ đã sợ sắc quẩn cho nên họ muốn sanh về cõi nó nhẹ nhàng hơn. Và cũng như là chư thiên ở cõi vô sắc đó, thì họ thấy cái sắc quẩn này nó rất là mệt mỏi, cho nên họ không muốn có sắc quẩn nữa. Được, các vị chư thiên cõi vô tưởng á, cái tâm này nó gây ra nhiều cái phiền phức, họ muốn rằng họ biến mất đi một cái tâm. Thì do cái năng lực của thiền á, là nó ở cái cõi vô tưởng đó, nhưng đó là một chúng sinh đó, chúng sinh đó nó chẳng qua y như là một cái thiền diệt thọ thỉnh định vậy, nó ngăn chặn tạm một thời nó không có khởi sanh lên. Thì chúng sinh ở cõi vô tưởng cũng vậy, thì chúng ta biết là cái ý thức ý tưởng nó là như vậy. Chúng ta thường gọi đây là cái câu trả lời của chính con. Nếu có nhiều câu bổ túc thì kính thưa thượng tọa, Nam mô Phật Đà nhé. Sao thuộc cái trình sư tọa tuyệt quyền và chư tôn đức và chư quý Phật tử, chúng tôi dành mỗi thời giờ hôm nay còn lại để góp phần lời vào những điều gì chư tăng vừa trình bày. Ở trong Tăng Chi có một bài kinh Đức Phật Ngài dạy rằng có 8 nguyên nhân mà khúc gỗ không thể trôi ra biển cả được. Giờ khúc gỗ đang trôi ra sông Hằng, Đức Phật nói có 8 nguyên nhân mà nó không trôi ra biển cả được. Ở trong nó có 2 điều, đó là bị tấp vào bên này và tấp vào bên kia. Bờ bên này thì Đức Phật nói rằng giống như một hành giả tu tập mà vướng mắc vào, dính mắc vào căn. Và bờ bên kia là dính mắc vào 6 cảnh. Thông thường đối với chúng ta đó là căn và cảnh đi chung. Nếu một người mà vướng mắc vào 6 căn thì có nghĩa là vướng mắc vào 6 cảnh. Vướng mắc vào 6 cảnh nghĩa là vướng mắc vào 6 cây căn, nhưng mà kỳ thật đó, nó có sự phân biệt. Chúng tôi lấy một ví dụ là một người luôn luôn tìm cách để thỏa mãn mắt, thỏa mãn tai, thỏa mãn mũi, thỏa mãn thân, thỏa mãn lưỡi, thỏa mãn thân, thỏa mãn ý. Thì như vậy đó là cái sự dính mắc đối với 6 căn. Nhưng mà dính mắc với 6 cảnh đó thì nó mang một ý nghĩa khác, là có một cái đặc biệt, một cảnh nào đó mà làm cho tôi dính mắc, hoặc là cảnh thiên nhiên, hoặc là hình ảnh đẹp của một người khác phái, hoặc giả là một những chúng ta thích về hội họa, hoặc giả là chúng ta thích về chinh hoa chẳng hạn, cái đó thuộc về cảnh sắc. Nhưng mà khi mà nói đến đối với 6 cảnh đó, thì là một người có đam mê với một cảnh nào đó. Chúng tôi nói cũng thời ăn uống, như một người á, họ dính mắt với cái lưỡi thì ăn cái gì cũng được, miễn là có ăn phúc rồi, dạ, miễn sao lưỡi thỏa mãn là hạnh phúc. Đó gọi là dính mắt với thiệt căn. Nhưng mà khi gọi là dính mắt với cảnh vị á, thì nhiều khi mình phải có một món nào đó mình đặc biệt mới ưa thích, như món món
đoạn Nhật, đoạn Thái, đoạn Pháp, một món bánh kem hay một món gì đó mà mình thích đó, thì cái đó thuộc về cảnh vị. Thì ở đây khi chúng ta nói về vướng mắc đối với các cảnh đó, thì những cảnh đó phải có một cái gì đó hấp dẫn đối với chúng ta. Và khi dính mắc đối sáu căn thì nhiều khi cái cảnh đó không quan trọng bằng căn, miễn có ăn là được, miễn có nghe nhạc là được. Có người họ thích nghe nhạc lắm, mà nhạc là gì họ nghe cũng được hết, họ không đặc biệt thích loại nhạc nào. Thì thưa quý vị, trong cái việc mà chánh niệm đối với sáu căn á, thì nó cũng khác với sự thu thúc sáu căn. Sự thu thúc sáu căn là một hành giả tu tập á, thường là hạn chế tránh né, nhưng mà với một người tu tập chánh niệm á, thì thường là theo dõi ghi nhận hơn là hạn chế tránh né. Chúng tôi thấy hạn chế tránh né là với một người phòng hộ á, có nhiều khi càng ít thấy càng tốt, càng ít nghe càng tốt. Tại vì biết là thấy và nghe đó, thì tâm mình nó vọng động. Như với một người có chánh niệm á, khi nào có mắt thấy, thấy biết là thấy, nghe biết là nghe, ngửi biết là ngửi, nếm biết là nếm, xúc chạm biết là xúc chạm. Dạ, cái biết của cái đó nó hơi khác một chút. Thì bây giờ chúng ta nói đến trường hợp là nó là sáu nội xứ và sáu ngoại xứ. Cái thế giới bên trong và bên ngoài nó có cái khác nhau. Cái thế giới bên ngoài đôi khi nó ít nặng về cái ngã tính hơn là thế giới bên trong. Ví dụ như con người mình lạ lắm, thưa quý vị. Mình có con mắt về thẩm mỹ, về nghệ thuật. Và mình tự hào về điều đó. Và mình tự hào về điều đó. Cái dính mắt một cái cảnh đẹp như là mình đi đến một cái lâm viên quốc gia Yellowstone thì Yosemite thấy nó đẹp, mình thưởng thức. Nhiều khi cái sự thưởng thức đó, đó nó thuộc về ngoại giới, nó lại không có liên hệ với ngã tính nhiều. Ô đẹp, chỉ là đẹp, đẹp quá, khen đẹp quá, thì cái đó ở trong kinh Phật thường gọi là dục ái. Nhưng mà cái sự dính mắc đối với các căn á, thì thường nó liên quan đến cái ngã và cái ngã chấp của tôi được như vậy. Ví dụ có nhiều người đi đâu cũng chụp hình là tôi đã từng đến tại chỗ đó, tôi đã từng có mặt ở Paris, tôi có từng mặt ở Moscow, từng có mặt ở London, và chụp tấm hình đó hãnh diện mình đã từng có mặt ở tại đó. Thì đối với chúng ta đó, ở trong cái sự phân biệt các căn và cảnh, sau nội xứ ngoại xứ, nó có hai cái khuynh hướng là hướng nội và hướng ngoại. Cái người khuynh hướng nội á, là người sống với chính mình, nhưng mà sống với chính mình không phải, không có nghĩa là mình không dính mắc đối với sáu căn đâu. Đôi khi người ta lầm về chuyện đó. Có một người sống một nơi rất là yên lặng, ở một cái tỉnh thức rất là thanh vắng một mình, nhưng mà trong đó mình tự hào với cái am thất của mình ở, mình dính mắc với cái cuộc sống mà mình đang có. Và khi mình rời khỏi cái cuộc sống đó thì mình giống như là cá bù trong nước vậy đó, thì nó cũng rất là nguy hiểm. Bởi vì dù là mình sống ở giữa thành thị hay sống trong rừng sâu, dù sống với nhiều người một mình thì nó cũng chỉ là một kiểu sống thôi. Cũng như chúng tôi nói, có nhiều khi có những người sống ở trong một gia đình đông người và người sống một mình, thì cũng chưa chắc là cái người sống một mình họ tu cao hơn người sống ở đông người. Và vấn đề ở chỗ là cái việc mà sống một mình đó, nó có làm họ tăng cái ngã chấp hay không. Thì ở đây thưa quý vị, đối với một người tu tập chánh niệm đối với sáu nội xứ, sáu ngoại xứ, thì phân biệt cái gì là thế giới bên ngoài, thế giới bên trong, cái gì là căn, cái gì là cảnh. Và sự phân biệt này nó đòi hỏi sự bén nhạy rất là nhiều. Có một vị hỏi về thích nghe Pháp đó, có phải là chỉ dính mắc các căn không? Thì một dịp nào đó chúng tôi sẽ nói ba cái thứ thích. Một cái gọi là pháp dục, một cái là tham dục, pháp dục và tác dục. Thì thích nghe Pháp là một thứ pháp dục. Và chúng ta sẽ có dịp bàn về việc này. Đôi khi có những cái thích mà nó không hẳn là thuộc về tham dục, mà có những cái thích nó đơn thuần chỉ vì pháp hay là vì làm để mà có làm thôi.
Ví dụ như là mình muốn sắp cái bàn chỗ này giữ ghế chỗ kia là tác dụng, thì không nên gọi đó là tham dục. Chúng tôi xin kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Room Phật Pháp Buddha Dhamma, kính thưa chư vị giảng sư đã vào Room để thuyết đảnh lễ quý ngài. Xin chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam Mô Bụt Thầy Giả. Con Nhật Huỳnh xin thay mặt xin điều khiết cho tri chúng hôm nay. Sa thú lành thai, con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong Room. Chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính Pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớp Sứ Hương Viên đã yểm trợ cho các vận hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hạt thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bụt Thầy Giả. Dạ, Nhật Quỳnh kính cảm ơn tất cả quý vị đã cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu.
Chúng chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành lớp Phật pháp Buddha Thăm Má xin phép được đóng rum trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam mô Buddha.